Chương 1 01 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đầu hạ sau cơn mưa, toàn bộ hoàn thành đều bao phủ ở khí trời hơi nước trung, ẩm ướt lại oi bức. Lương Phi nương nương Cô bản kêu hoàng nhanh nhẹn hướng bên cạnh chợt lóe một cái hài lý theo trong phòng bay ra đến, sát của nàng chấp mũi trùng trùng rơi trên đất. Đi theo đế nến bay xuất ra, rơi trên đất lên tiếng trả lời mà toái. Cô bản phản xạ có điều kiện nhảy hạ, một cái chén trà đùng một tiếng ngã sắp xuống nàng bên chân, nát nhất. Nàng hoảng quyết tâm khiêu, vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân, ấm trà bay xuất ra, ngay sau đó là mâm cùng bát đĩa. Mới hầm tốt rau dưa cháo hát đầy đất gạch, ẩn ẩn bốc lên hơi nóng. Bùng bùng động tỉnh vang một trận, tóc tai bù xù trần lương phi mặc một thân bạch y, quan chân theo trong phòng xuất ra, tái nhật mặt ánh tháng sáu sau cơn mưa chói mắt ánh mặt trời, quỷ mị thông thường nàng vòng quá đầy đất hài cốt vọt tới tô bản trước mặt, vương chân gà thông thường thủ dùng sức đẩy nàng khai, nấu cái gì vậy? Ngay cả ngươi cũng dám thải đến trên đầu ta đến đây, đợi hắn này ta phục sủng, cái thứ nhất sẽ giết ngươi. Mắng xong câu này, Trần Lương Phi quan chân đi trở về, vừa vào cửa liền ngã văn ra ngoài. Tô bản rủ mắt, biết nàng lại ở trang điên diễn trò, chậm rãi phun xả giận lướt qua trên đất cạn chạy tới phù nàng. Trang mô tác dạng kéo mở cổ họng hô to, Lương Phi nương nương ngươi tỉnh tỉnh. Trần Lương Phi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt bế chắc chắn. Cô bản âm thầm nghiến răng, ông lấy nàng phóng tới trên giường, cẩn thận cho nàng đắp chăn nhàn nhạt ra tiếng, nô tỳ phải đi ngay thái y đi lại cấp nương nương trị liệu. Một năm đến, nàng một tháng té xỉu ba lần, cô bản theo sợ hãi đến thói quen hiện tại đã chết lặng. Đứng dậy ra Trần Lương Phi phòng ngủ, cô bản đưa tay lau đem hãng thuận thế đem bản thân tóc trảo loạn lại vò nát trên người quần áo hít sâu một hơi nhất chân chạy ra ngoài trần lương phi tuổi trẻ khi sinh xinh đẹp thân là tuần phủ thứ nữ lại thông hiểu cầm kỳ thư họa cùng âm luật vào cung một năm liền vào cao tông hoàng đế mắt theo quý nhân từng bước một trèo lên lương phi vị trí mười năm đến nàng hưởng hết ân sủng chỉ kém một bước liền vinh đăng hậu vị đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại cho đối thủ từ quý phi nhưng hoàng đế đương trường bắt lấy nàng ý đồ mưu hại thái tử đắc tội chứng Bị hàng vị chia làm vì quý nhân bị biếm lãnh cung Này hai năm qua nàng điên điên khùng khùng Thường thường gây ra sự tình Bên người cung nữ thay nàng bị phạt Bị chết chỉ còn lại có tô bản một cái Tô bản không muốn chết Có thể cậu thả một ngày tính một ngày Thanh Ninh cung là hoàn thành tối hẻo lánh một chỗ sân Theo Thanh Ninh cung đến Thái Y Viện phải đi rất dài một đoạn đường Tô bản đoán không ra Trần Lương Phi lần này cần làm cái gì yêu Vẫn là ấn dĩ vãn tốc độ không nhanh không chậm hướng thái y viện phương hướng chạy. Dọc theo đường đi, các cung phi tử cửa viện khép chặt, như là trong cung đã xảy ra cái gì bất quá thì đại sự. Tô bản âm thầm nhíu mày, vô ý thức nhanh hơn bước chân. Đến thái y viện trước cửa, thủ vệ đưa tay ngăn lại nàng, khóe miệng nhất viết không kiên nhẫn nói. Lại là ngươi. Này trăng tròn giá trị, hắn đã gặp qua nàng này hai lần. Lương Phi nương nương té xỉu, nô tỳ cũng không còn cách nào khác. Tô bản khách khí đôi nhất lên khuôn mặt tươi cười, làm phiền đại nhân hỗ trợ đi vào hỏi một chút, có thể có thái y rảnh rỗi. Thị vệ hí mắt đánh giá nàng, thiếu nữ mặc một thân tố sắc cung trang, tóc mai hỗn độn, trên má di động nhợt nhạt đỏ ửng, mi như viễn sơn, môi không điểm mà chu, đúng là nói không nên lời ngây thơ đẹp mắt. Hắn thanh thanh cổ họng, xua tay làm cho nàng lui ra phía sau, quay đầu cùng một vị khác thị vệ nói một tiếng, Nhất chân đi vào. Này lãnh cung cung nữ bộ dáng thật không sai. Sau kia một ít được sủng ái phi tử đều muốn nhìn thật tốt vài phần. Tô bản nhẹ nhàng thở ra. Thái y viện thái y ngự y đều là xem điệp hạ món ăn chủ. Trần Lương Phi bị biếm lãnh cung đến nay. Nguyện ý đi cho nàng xem bệnh sẽ không vài cái. Vừa đi lãnh cung khi Trần Lương Phi còn có chút bạc bàn thân. Dặn co hai năm đã không dư thừa bao nhiêu. Cung phân nhưng là ấn nguyệt lĩnh đáng tiếc tới tay tự ít đi một nửa, cũng không bao nhiêu có dư. Đợi đại khái nhất chén trà nhỏ công phu, đáp lời thủ vệ theo lý xuất ra, ý bảo nàng đi vào. Cám ơn đại nhân. Tô bản trên mặt lộ ra như trút được gánh nặng cười, tiên nghiêng khuôn mặt như mưa sau thanh hà giống như đẹp mắt. Có thể đi vào cứ tự hảo, nếu vào không được, trở về thanh ninh cung điên bức Trần Lương Phi lại muốn thu thập nàng. Ngược lại không phải là đánh không lại mà là không thể hoàn thủ, giết chết trần lương phi nàng cũng đừng muốn sống trời đi này nhà giam thông thường hoàn thành tiến vào trong viện bận rộn cảnh tượng nhường tô bản trong lòng sinh nghi lại không dám hỏi nhiều chủ mắt thẳng đi tìm thường xuyên cấp trần lương phi xem bệnh thái y ngự hiệu thuốc bên kia sao lại thế này dược còn chưa có đưa đi lại hoàng thượng bệnh nặng ra đường rẽ các ngươi tha thứ được rất tốt sao dược đến đây mau mau đưa đi cấp vương đại nhân Tô bản ánh mắt sáng một cái chớp mắt, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, làm bộ sợ hãi rụt rè đi đến Lương Thái Y trước mặt hành lễ. Lương Thái Y, Lương Phi nương nương ngất đi thôi, làm phiền ngài tùy nô tỳ đi nhìn một cái. Lương Thái Y ngẩng đầu nhìn nàng, hơi hơi trầm ngâm một phen, đứng dậy đi lấy cái hòng thuốc cùng nàng một khối đi ra ngoài, nàng vì sao té xỉu. Từ lúc này Trần Lương Phi bị biếm lãnh cung, hai năm qua mỗi tháng đều phải choán ván thượng vài lần khi đồ điên giả ngay giả dại, ta nào biết cụ thể nguyên nhân a. tô bản oán thầm một câu, trên mặt khách khách khí khí, nô tỳ không biết, nương nương tạp hoàng bữa tối liền hôn mê bất tỉnh. lương thái y lại liếc nhìn nàng một cái không lại nói chuyện. hai người chậm rì rì ra thái y viện hướng thanh ninh cung đi. đi đến phụ cận, tô bản mắt sắc nhìn đến hai cái lạ mặt thái giám vào thanh ninh cung, chạy nhanh thu ánh mắt giả trang chính mình cái gì cũng không thấy. trần lương phi quả nhiên lại làm yêu vào thanh ninh cung, Trần Lương Phi còn chán ván. Lương Thái Y cho nàng chẩn mạch, không nhanh không chậm đứng dậy, không có gì đại sự, nắng nóng làm cho nóng tính tràn đầy, trảo hai phó khư nóng tính dược hầm thành canh uống xong đi liền khả. Tô bản Trịnh Trọng nói lời cảm tạ, dân chẩn kim, đi theo hắn hồi Thái Y viện bốc thuốc. Bọn họ vừa đi, Trần Lương Phi lập tức đứng lên, quan chân đi cách vách xương phòng. Pháp đàn đã chuẩn bị tốt, phòng trong cũng không gặp người ảnh nàng khép lại môn áp chế tim đập, dùng sức can ho một tiếng. Nương nương. Thái giám Lý Thuận theo chỗ tối xuất ra, ý bảo bên người đồng bạn tháo xuống mũ. Khi thái giám hái đi mũ thoát ngoại bào, rõ ràng là cái đạo sĩ. Trần Lương Phi cũng chẳng kiên dè, theo trong tay áo xuất ra hai tấm ngân phiếu đưa qua đi, bắt đầu đi. Có thể hay không phục sủng liền xem hôm nay. Đạo sĩ thu ngân phiếu, phân ra một trương cấp Lý Thuận. Lý Thuận thu hảo ngân phiếu, nhàn nhạt nhắc nhở, nương nương, rất sơ điện gửi thư, bệ hạ hôm nay sáng sớm bỗng nhiên bệnh nặng, sợ là. Thời gian không nhiều, nghe nói bệ hạ đã hạ lệnh mệnh thái tử giám quốc. Đều một bó tuổi còn tưởng phục sủng, này không phải là nằm mơ sao. Tưởng cũng đáng thương, thịnh sủng 10 năm nhất thời kinh địch nhưng lại rơi vào hiện thời kết cục. Trần Lương Phi đột nhiên trắng mặt, đáy mắt hiện lên một tia mãnh liệt hận ý, ngẩng đầu nhìn hướng đạo sĩ, đại sư, ngày sinh tháng để khả đổi sao? Hoàng đế bệnh nặng, nàng có thể lợi dụng thái tử triệu hành rời đi này địa phương quỷ quái. Vừa vặn, nội vụ phủ phân cho của nàng cung nữ tô bản liền bộ dạng không sai, chỉ cần thái tử ở trong mộng đối nàng mê, lại tìm cách nhường thái tử thấy chân nhân, đi ra ngoài liền có hy vọng rồi. Nàng năm đó cũng là thông qua này đạo sĩ tác pháp mới nhường hoàng đế ở nhất chúng tú nữ trung liếc mắt một cái coi trọng bản thân. Có thể là có thể, bất quá. Đạo sĩ mặt lộ vẻ khó xử. Trần Lương Phi biết ý tứ của hắn, cắn chặt răng lại tắt nhất tấm ngân phiếu đi qua, nam tử sinh nhật đổi thành thái tử triệu hành, nữ tử đổi thành cung nữ tô oản. Đạo sĩ đề bút họa phù, Lý Thuận run run hạ khép lại môn lui ra ngoài. Tiền này hắn nhưng là lấy mệnh kiếm đến, ngàn vạn đòi mạng hoa. Đại sư tốt nhất tận tâm của người thê nữ có thể hay không sống, đoan xem chính ngươi như thế nào tuyển. Trần Lương Phi ẩn ẩn ra tiếng, một đôi mắt che kín hận ý. Nàng phải rời khỏi này địa phương quỷ quái, phải tận mắt nhìn từ Quý Phi rơi đài. Đạo sĩ nhất trung trung, hai trương viết ngày sinh tháng để Hoàng phù thiếp sai lầm rồi bút bê. Hắn hoảng hốt che giấu đi qua, Trịnh Trọng hứa hẹn, Lương Phi nương nương yên tâm, hắn đã mua được Lý Thuận ra cung liền tiếp đi thê nữ, cách này điên nữ nhân rất xa. Qua nửa canh giờ, cúng bái hành lễ hoàn thành, sắc trời cũng triệt để tối lại. Lý Thuận mang theo thay thái giám phục đạo sĩ, nhân màn đêm rời đi. Trần Lương Phi hồi phòng ngủ nằm xuống, nghe được cửa mở lại quan thượng động tĩnh, biết là tô Vãn đã trở lại, toại yên tâm nhắm mắt lại. Tô Bản ở Trần Lương Phi phòng ngủ ngoại đứng một hồi, mang theo theo ngự hiệu thuốc chọc tới dược đi hậu viện hầm dược. Cao Tông Hoàng đế bệnh nặng, toàn bộ thái y viện như lâm đại địch, ngự hiệu thuốc bên kia cũng chưa nhân quan tâm nàng, trảo cái dược sinh sôi đợi nửa canh giờ. Bất quá nàng vẫn chưa tức giận, ngược lại có chút khắc chế không được vui vẻ. Xuyên vào này bản, gã cùng tướng quân làm vợ, Lý đã có một năm, trừ bỏ lúc nào cũng lo lắng đầu bất ổn, so ở hiện thế làm thổ một cẩu ngày muốn nhàn nhã nhiều lắm. Quyển sách này nam chính là thái tử triệu hành bên người võ tướng, tương lai hộ quốc đại tướng quân nữ chính còn lại là trùng sinh trở về công bộ thượng thư gia không chịu sủng ma ốm nít nữ trong sách cơ hồ không có nhiều lắm hậu cung kịch tình nhắc tới trần lương phi còn là vì nàng vị kia dũng mãnh thiện chiến đích huynh nếu không có như thế coi nàng vào lãnh cung còn không an phận mỗi ngày giả ngay giả dại làm mộ phần thảo cũng không chỉ hai thứ. trần lương phi phi thường có thể ép buộc bị biếm lãnh cung thời điểm bên người theo hai cái thái giám mười cái cung nữ một cái ma ma. Trong hai năm, những người này toàn đã chết, nguyên chủ tô bản là nội vụ phủ phái tới được, không chống đỡ quá cái thứ nhất nguyệt cũng đã chết. Ở nguyên trung, Trần Lương Phi cũng không có thể chết già, ở cao tông hoàng đế bệnh nặng ba tháng sau, nhân đích huynh chiến bại mà bị ban chết. Sau này tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, giữa hậu cung năm mãn 23 cung nữ cơ bản đều phóng đi ra ngoài bản thân chỉ cần bất tử vẫn là có hy vọng rời đi này nhà giam. cô bản đem hầm hảo dược canh đoan đi trần lương phi phòng ngủ nàng đã tỉnh lại mặc một thân trung y đứng ở phía trước cửa sổ hát hí khúc trạng như nữ quỷ. cô bản kêu hai tiếng không thấy nàng đáp để ý chính mình quay đầu đi ra ngoài trở về bản thân sương phòng ăn xong thuận tay hầm cháo ngã đầu liền ngủ. trần lương phi điên thật sự có chừng mực mỗi lần nổi điên hoàng đều sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian không cần lo lắng nàng ra lại yêu thiêu thân. Tô bản thả lỏng thần kinh, nghĩ đến bản thân rất nhanh sẽ có thể ra cung, nguế miệng giác ngủ đi qua. Bệ hạ. Nam nhân sắc nhọn âm nhu tiếng nói quán lọc vào tai màn. Cô bản mở mắt ra, thình lình phát hiện bản thân giống như ở kim loan điện thượng, toàn bộ mộng. Nàng đây là làm cái gì mộng? Nguyên chủ vào cung nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không đi qua kim loan điện nàng có thể nhận ra đến, còn là vì nhìn rất nhiều cung đấu kịch. Bệ hạ, binh bộ thượng thư đưa tới vài vị thư đồng, khi nào triệu kiến. Nam nhân trên mặt lộ ra tươi cười, tiếng nói cũng nhu hòa chút. Bệ hạ, tô bản cúi đầu, nhìn đến bản thân trên người mặt long bào, lại nhìn xem bốn phía phát hiện bản thân ở trong mộng thực thành nữ hoàng đế, chậm rãi áp chế tim đập, quay đầu xem nói chuyện nam nhân. Binh bộ thượng thư cho trẫm đưa thư đồng hắn hẳn là bản thân bên người đại tổng quản. Này thư đồng chính là trai lơ đi. Nằm mơ thôi, vì sao lại có kịch tình? Đúng vậy, thượng thư đại nhân tổng cộng đưa tới sáu người, bệ hạ muốn hay không trước thu vào hậu cung. Nam nhân trình lên kia vài cái thanh niên tài tuấn bức họa, bệ hạ thỉnh xem qua. Hậu cung. Cô bản ổn định kích động cảm xúc, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên khắc chế ý cười, tiếp nhận bức họa lười nhát ra tiếng, cho bọn họ đi vào. Này cảnh trong mơ có chút ý tứ. Nàng có thể là bị đám kia không cung đấu không thoải mái tần phi cung nữ áp bách lâu, thế này mới có như vậy mộng. Lạ nhất là, nàng vậy mà biết bản thân đang nằm mơ, đầu óc cũng đặc biệt thanh tĩnh, giống như trước mắt hết thảy đều là thật sự. Buông bức họa, sáu gã mặt bạch y nam nhân theo thứ tự bước vào kim loan điện nội. Đi ở phía trước vài cái trong mắt đều chảy xuôi hưng phấn cùng kích động, chỉ có cuối cùng một cái một mặt không tình nguyện, ánh mắt cũng có chút âm lãnh. Cô bản ngước mắt nhìn lại, sáu cái Mỹ Nam mỗi người đều có Mỹ, điểm giống nhau là đều xoái làm cho người ta chân nhuyễn. Nàng hững hờ nhìn một vòng, ánh mắt dừng hình ảnh tại kia cái một mặt không tình nguyện, phản phất bị thiên đại vũ nhục trên thân nam nhân, hờ hững hiên môi, có người tự hồ thật không vừa ý. Vị này là lễ bộ thị Lan Triệu Đại Nhân Gia Tiểu Công Tử Triệu Hành. Tổng quản cười hề hề giải thích. Tuy là thượng thư đại nhân an bày, khả trẫm cũng không thể ép buộc làm khó người khác không phải là. Tô Bản cười khẽ, học cung đấu trong phim truyền hình Hoàng đế diễn xuất, chậm rãi ra tiếng, kéo xuống, chém. Triệu hành. Tên này vậy mà cùng đương triều thái tử giống nhau, vẫn là giết tương đối hảo. Nàng xuyên vào trong sách sau, lần đầu tiên đi thái y viện liền bởi vì hắn bị phạt 10 cái bản tử, nguyên nhân là hắn bên người thái giám cho rằng nàng ở nhìn lén khả nàng căn bản không thấy, đến nay không biết hắn dài cái quỷ gì dạng. Tác giả có chuyện muốn nói. Khai Tân Văn tác hoa tán tài. Chương 2 Không hai. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lời này vừa nói ra, toàn bộ kim loan điện tỉnh một cái chớp mắt. Tổng quản nuốt nước miếng, khuyên thân đi qua ở tô quản bên tai thấp giọng nói thầm, bệ hạ, bọn họ đều là thượng thư đại nhân đưa tới, sát không được. Cô bản nghiêng đầu nhìn hắn, khoác lên ghế dựa trên tay viện thủ chậm rãi khúc khởi ngón tay tùy ý khinh khấu, phát ra có tiết tấu tiếng vang, thiên hạ này là hắn binh bộ thượng thư định đoạt, vẫn là trẫm định đoạt. Nằm mơ mà thôi, thế nào chân thật cảm mãnh liệt như vậy? Sát không được, vậy. Đánh một chút. Đương nhiên là bệ hạ định đoạt. Tổng quản trên mặt tươi cười có chút khô, ánh mắt mơ hồ cố tả hữu mà nói hắn, biên cảnh chiến loạn chưa bình ổn. Tô Vãn nâng nâng mí mắt, đã hiểu. Tại đây cảnh trong mơ bên trong, nàng là một cái bị mất quyền lực con rối hoàng đế, chân chính có thực quyền nhân là binh bộ thượng thư cùng khác đại thần, nàng liền phụ trách sống phóng túng quản khai hậu cung. Nhưng này là của nàng cảnh trong mơ được rồi. Nàng thật xác định không xem qua như vậy kịch tình, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bệ hạ, ngài xem. Tổng quản thân mình đi xuống thấp đi một đoạn, trên mặt cười thành một đóa hoa, trước lưu trữ. Tô bản miếng môi, trầm mặt không nói. Xem này kịch tình, đánh là có thể đánh nhưng không cần thiết. Tổng quản ý bảo thị vệ lui ra, đứng lên nâng tay vỗ tay hoan nghênh. Ngoài cửa xông vào một đám nhạc sĩ, còn có mấy cái xinh đẹp vũ nam. Tô bản phiêu mắt, kém chút bị bản thân khẩu sặc nước mà chết. Vào vũ nam một cái tái một cái đẹp mắt, ăn mặc còn tạc thanh lương, đại chân dài công cẩu thắt lưng phủ kín đáy mắt, Phản phất trong nháy mắt vào mô đen nam hội sở đồ vẫn là hán phục chủ đề tú nàng ở hiện thế cũng ngay tại trên mạng nhìn xem bạch mã hội sở bát quái ngoạn là chơi không nổi trong mộng miễn phí xem tùy tiện xem các loại góc độ xem còn có thể ăn ăn đậu hũ cảm giác vẫn là thật thích trách không được hoàng đế đều như vậy thích nạp phi mỹ nhân nhiều lắm dễ dàng ngấy muốn thường đổi thường tân mới được cô bản không nói chuyện nhạc sĩ bắt đầu tấu nhạc vũ nam nhẹ nhàng múa lên kim loan điện đảo mắt thành sàn nhảy thịt lâm này mộng rất thái quá ở kim loan điện thượng nghe ca xem vũ trong ấn tượng không vài cái ngu ngốc hoàng đế can ra quá loại này vô liêm sĩ sự quả nhiên cung đấu kịch xem hơn nằm mơ cũng không giảng lo gì một khúc bãi tô bản xua tay ý bảo nhạc sĩ cùng vũ nam lui xuống đi quay đầu xem bên người đại tổng quản bệ hạ không thích Tổng quản lau đem mồ hôi lạnh, xấu hổ kéo mở khóe miệng, đều vết. Không vết, đều đuổi ra đi cung đi, phân phát phí nhớ được cấp chừng. Tô bản ngoài cười nhưng trong không cười, thuận tiện sẽ tìm một đám tân đến. Dù sao tỉnh lại liền đã quên, làm gì dính một tay huyết tinh. Lão nô tuân mệnh. Tổng quản nhẹ nhàng thở ra. Điện thượng tất cả mọi người cúi đầu, nhìn không ra cái gì cảm xúc bệ hạ muốn hay không trước nhường triệu công tử triển lãm hạ tài hoa. Tổng quản nhìn nhìn triệu hành, cười theo, dè dặt cẩn trọng ngữ khí, ngâm thi làm phú cầm kỳ thư họa, chỉ cần có giống nhau xuất sắc liền miễn hắn chết tội. Đi đi, đã là thượng thư đại nhân ý tốt, trẩm tổng yếu cấp chút mặt mũi. Tô bản chậm rãi tọa thẳng đứng lên, dương mắt nhìn về phía triệu hành, ái khanh hội cái gì. Triệu hành lặng không tiếng động, trên mặt cũng không có dư thừa biểu cảm thấy được triệu công tử nhưng là một điểm mặt mũi cũng không cho trẫm cô bản giận tái mặt tầm mắt rơi xuống triệu hành bên cạnh trên thân nam nhân lười biến ra tiếng ngươi tên là gì hội cái gì triệu công tử ngươi chờ vào cung có không đi ra ngoài vẫn là bệ hạ định đoạt tổng quản liễm cười chưa cho kia nam nhân nói nói cơ hội ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm triệu hành triệu công tử ngạo khí vẫn là thu vừa thu lại đi triệu hành khoanh tay chậm rãi ngẩng đầu mặt sắc đáy mắt che kín sương tuyết kia khí thế phản phất điện thượng mọi người đều là con kiến hắn mới là vua của một nước tô bản cảm thấy thú vị lại liệt đi xuống đang tay chống trầm nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nàng đã thật lâu không nằm mơ vẫn là như vậy thú vị mộng người này không riêng tên cùng đương triều thái tử giống nhau khí thế cũng thật đầy nghe đồn đương triều thái tử tính tình bạo ngược từ lúc vào đông cung bên người thái giám cung nữ hàng tháng đều phải tử vài cái nhưng mà ở nguyên trung tất cả những thứ này đều là của hắn ngụy trang hắn làm việc tàn nhẫn quả quyết giám quốc thời kỳ mặc dù khắp nơi bị quản chế cho binh bộ thượng thư cùng từ thái sư lại như trước cầm lại binh quyền thuận lợi đăng cơ trong mộng vị này chỉ là thị lan con quả quyết không thể cùng đương triều thái tử so cô bản nhìn không chuyển mắt nhìn hắn nhất tưởng đến bản thân chỉ là cái tiểu tiểu cung nữ ra không được liền chỉ có thể lão chết tại đây bên trong hoàn thành, nhất thời thiếu chút hưng trí. Trong mộng cái gì đều có, tỉnh lại công giả tràng, nàng nhất định phải rời đi này hoàn thành. Triệu công tử Tổng quản không có tính nhẫn nại, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đứng ở cửa khẩu thị vệ lại nghe tiếng bà động, một tả một hữu đứng ở triệu hành bên người, làm bộ muốn đem hắn tha đi ra ngoài. Bệ hạ Đứng triệu hành bên người nam nhân bình tĩnh ra tiếng, triệu huynh tư tưởng cổ hủ, nghĩ đến là còn không tiếp thụ được bệ hạ là nữ tử chuyện thực. Nga, kia ái khanh ngươi tiếp nhận rồi sao? Tô bản trên mặt tràn ra nhợt nhạt tươi cười, có gì tài nghệ triển lãm cho trẫm xem. Thần ngày gần đây học một điều nhảy, bệ hạ nếu không chê, thần nhưng là nguyện ý triển lãm một phen. Nam nhân cười khẽ, không kiêu ngạo không xỉm định bộ dáng, nhìn không ra chút lấy lòng ý tứ hàm súc trẫm cầu còn không được. Cô bản ánh mắt sáng lên đến, trên má lộ ra đáng yêu lê xoáy, bắt đầu đi. Thần tuân chỉ. Nam nhân tiến lên một bước hành lễ, tiếp theo thúng liền kéo mở ngoại bào dây lưng, chỉ mặc màu trắng sa mỏng trung y quần dài, nhanh nhẹn múa lên. Những người khác ào ào tránh ra, ánh mắt khác nhau. Cô bản xem hình ảnh này, đột nhiên nhớ tới nguyên trung về hoàng hậu hậm hực mà chết kịch tình từ quý phi năm đó chính là dựa vào một điệu nhảy chinh phục cao tông hoàng đế, do đó thắng quá Trần Lương Phi đoạt hơn phân nửa thịnh sủng, phân phối cung điện đều cùng Hoàng hậu Phượng Nghi cung song song. Hoàng hậu bị vắng vẻ hậu thân tử từ từ không tốt, cao tông hoàng đế lại ngày ngày ngủ lại cách vách. Sau này ấu tử đi cưỡi ngựa té bị thương bất hạnh chết non, hoàng hậu nhất bệnh không dậy nổi không lâu liền hoang. Cao tông hoàng đế thẹn trong lòng, vì thế đem trưởng tử triệu hành lập vì thái tử, vì thế từ quý phi còn từng nháo quá, trong cung cũng có nghe đồn, thái tử nhân tuyển sớm định ra từ quý phi con. Cô bản nhìn về phía triệu hành, vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt đều không có gì biến hóa, không giống những người khác cho dù ở trong mộng cũng biểu cảm phong phú, hắn lạnh lùng đứng ở một bên phản phất không phải là mộng người trong. Nam tử khiêu hoàng một điều nhảy, triệu hành bỗng nhiên phải tay áo bỏ đi. Đứng lại. Cô bản lười biến ra tiếng, người đâu? đem triệu ái khanh trói lại đến triệu hành quay đầu lại xem nàng trong mắt vô ba vô lan nguyên bản phải bắt của hắn thị vệ tiến lên một tả một hữu khấu trụ hắn thô lỗ đưa hắn trói khởi những người khác chấn kinh không tự chủ lui về sau lui lưu ra thật lớn một khối không phương tiện thị vệ làm việc tổng quản nhiệm không được lại lau đem hãng cười ha hả xem tô bản, bệ hạ tối nay lưu ai thị tẩm thị tẩm Tô Vãn ánh mắt sáng một cái chớp mắt, rất nhanh lại che giấu đứng lên, nâng tay chỉ vào bị trói thành bánh chân triệu hành, liền hắn đi, trẫm liền thích này cường xoay qua. Tổng quản khóe miệng rút hạ, trên mặt lộ ra thật to tươi cười, lão nô cái này an bày đi xuống. Đợi chút. Tô Vãn thanh thanh cổ họng, nhẹ nhàng bân quơ ngữ khí, lại tuyển một cái. Dù sao là ở trong mộng, nếm thử tả ủng hữu ôm cảm giác cũng không sai, nói không chừng nàng một hồi liền tỉnh lại. tổng quản trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu cảm, cúi đầu ở nàng bên tai thì thầm, bệ hạ, tối nay vẫn là chỉ tuyển một người đi. con rối hoàng đế quả nhiên không tự do, chọn nhân thì tẩm đều chỉ có thể tuyển một cái. cô bản yên lặng trợn trừng mắt, tự cố đứng lên. hạ long ý chậm rãi đi ra ngoài, thừa lại cũng an bày trọ xuống, trẫm ngày mai lại thưởng thức bọn họ tài hoa. lão nô tuân chỉ tổng quản cười đến càng vui vẻ cô quản trải qua khiêu vũ nam nhân bên người dừng lại bước chân quay đầu ái khanh tên gọi là gì tạ lê đình nam nhân hơi hơi gật đầu tên rất hay vũ cũng không sai cô quản cười khẽ tạ lê đình tên này không phải là trong sách nam chính bên người vị kia túc trí đa mưu quân sư sao hắn là tạ thừa tướng gia thứ xuất ấu tử cùng nam chính cùng đương kim thái tử quan hệ vô cùng tốt. Này cảnh trong mơ tưởng thật cổ quái. Triệu thị lan gia tiểu công tử cùng đương triều thái tử cùng tên. Vị này không biết cái gì lai lịch tạ Lê Đình, cùng trong sách quân sư cùng tên. Khả cảnh trong mơ lý hai người tự hồ không quen. Bản thân rốt cuộc là đang nằm mơ, vẫn là ngủ tử đi qua lại xuyên Việt. Vậy mà có thể đang nằm mơ khi còn nhớ rõ xem qua nguyên nội dung. Tô bản nhấp môi dưới, nhịn không được lại nhìn tạ Lê Đình liếc mắt một cái, vùng ra này đó không nên có ý niệm lặng yên suy nghĩ. Nếu hắn lại thoát hai kiện hội càng đẹp mắt, đáng tiếc, như vậy cảnh trong mơ tuy rằng hoang đường, nhưng cũng không phải lúc nào cũng đều có. Tra kim loan điện, tô bản dương mắt nhìn một vòng rõ ràng phát hiện bên ngoài là hoàn thành, bản năng quay đầu. Điện thượng bản hiệu là văn đức điện, là cao tông hoàng đế xử lý triều chính địa phương. Trong lòng nàng lột bột hạ, cái loại này cảm giác cổ quái lại toát ra đến. Này mộng, không khỏi rất chân thật một điểm. Tô Vãn nhíu nhíu mày ngồi trên kiệu liễn, triệu hành bị thị vệ thôi đẩy đuổi kịp, bóng đêm đều ngăn không được hắn đáy mắt lạnh lùng. Đoàn người xuyên qua trung môn, lại qua cửa sau đi về phía trước, bóng đêm hạ hoàn thành yên tĩnh sâu thẳm. Tô bản liếc liếc mắt một cái đi theo kiệu liễn một bên triệu hành, âm thầm tính toán như vậy làm sao này trong mộng tìm về kia 10 cái bản tử bãi quản hắn là ai vậy, này khả là của chính mình cảnh trong mơ. Một đường không nói chuyện, kiệu liễn sắp tới tẩm cung. Tô bản theo kiệu liễn cao thấp đi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng tẩm cung bản hiệu. Rất sơ điện ba cái chữ to, ánh màu đỏ đèn lồng phá lệ bắt mắt. Nàng chớp mắt, muốn một bản thân tỉnh lại. Đây là cao tông hoàng đế tẩm cung. Nàng nhân ở thanh ninh cung không có cách nào khác chung quanh đi lại, nhưng nhìn quá nguyên, một năm sau cao tông hoàng đế chính là ở chỗ này băng hà a câu vãn hoảng hốt đòi mạng trên mặt lại nhất phái bình tĩnh nhất chân hướng bên trong tiếng đến nội viện đại tổng quản trên mặt lại lộ ra cái loại này làm cho người ta buồn nôn cười nâng tay vỗ tay hoan nghênh hai bên hành lang rào rào xuất ra một đống nhân tiến vào của nàng tẩm cung bố trí tô vãn mặt lộ vẻ không vui này là ý gì thượng thư đại nhân nói bệ hạ tối nay mặc kệ lựa chọn ai hắn chính là phò mã tổng quản trên mặt tươi cười khuếch đại bệ hạ xin mời lát sau kính sự phòng ma ma sẽ tới dạy bệ hạ tô quản dơ dơ lên mi quyết định theo hắn tốt nàng tốt xấu cũng là hoàng đế bên người mỹ nam như mây vậy mà vẫn là hoàng bích thân là nàng nằm mơ tư thế không đúng vẫn là tiềm thức phóng hơn nữa nàng không như vậy nhàm chán a à, làm loại này làm hoàng đế mộng cư nhiên vẫn là người khác trong tay con rối hoàng đế khó trách vừa rồi đại tổng quản không cho nàng tuyển hai người cùng nhau thị tẩm sẽ chết nhân a à. nhưng là này cảnh trong mơ vì sao như vậy cổ quái nàng tưởng tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại tô quản áp chế đầy bụng nghi ngờ nhấc chân tiến vào tẩm cung bố trí thành hôn phòng tẩm cung lộ ra vài phần quỷ dị có loại xem phim ma ký thị cảm âm trầm nửa điểm không biết là vui mừng náo nhiệt đều đi xuống đi. Cô Quảng xua tay, ngồi vào bày ra đỏ thẩm hỉ bị long trên giường, ngẩng đầu nhìn Triệu Hành. Này nam nhân thật sự rất đẹp mắt, mặt như quan ngọc, mày rậm như mực, cái mũi thẳng thắn, một đôi mắt như hàng tinh giống như lộ ra sẵn giọng quang mang. Mặc dù bị trói, cũng có loại làm cho người ta không dám tiếp độc uy nghiêm khí thế. Không biết đương triều thái tử hay không cũng có như thế cao nhan giá trị. Nàng xuyên thư sau ngay tại lãnh cung, không có gì cơ sẽ nhìn đến thái y cùng thị vệ bên ngoài nam nhân. Đại sở hữu cung nữ thái giám đều lui ra ngoài, tô bản chấp mắt, đứng dậy đi qua đem triệu hành kéo dài tới cách long giường không xa cây cột tiền, nhưng cơ hội sờ soạn vài cái của hắn ngực, ái khanh như thế trinh liệt, trẫm tự nhiên không làm khó dễ ngươi. Xúc cảm cũng không tệ. Tô bản chiếm tiện nghi, quay đầu trở về tìm kiếm một trận, kéo xuống bắt tại long trên giường hồng trù, đưa hắn gắt cao cột vào trên cột. Triệu hành như trước một bộ tự do ở cảnh trong mơ ở ngoài bộ dáng, giống cái giả nhân. Cô Bản hồn không thèm để ý, buộc xong rồi cút tiếng long giường nằm xuống ngẩn người. Nàng đây rốt cuộc là làm cái gì mộng? Vì sao như thế chân thật? Bệ hạ. Ngoài cửa truyền đến ma ma thanh âm. Cô Bản một cái giật mình, biết nàng là giáo bản thân động phòng kính sự phòng ma ma, gò má không hiểu thăng lên một cổ nhiệt khí. Này liền không cần thiết thôi. Nhưng mà tổng quản căn bản mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, mở cửa đem kia ma ma thả tiếng vào. Tô bản xấu hổ ngồi dậy, tận lực bảo trì một cái hoàng đế nên có uy nghiêm. Hoàng đế cũng có lần đầu tiên, không dọa người. Tô bản ngẩng đầu, không hề dự triệu xem chàng tiếng triệu hành trong ánh mắt. Cặp kia mắt như trước đen như mực, như hồ sâu thông thường lãnh liệt hờ hững. Không biết vì sao, nàng tự hồ nhìn đến hắn trong mắt có trào phúng có thể là ảo giác. Hắn là duy nhất một cái không giống như là trong mộng nhân nhân. Bệ hạ trước xem hạ này đó đồ sách, lát sau lão nô sẽ dạy đạo bệ hạ như thế nào động phòng. Ma ma bỗng nhiên mở miệng, giải quyết việc chung ngữ khí. Tô bản lại mặt đỏ, cầm lấy tập tranh tùy tiện lật qua lật lại, ra vẻ trấn định, có thể, trẫm biết nên thế nào động phòng. Đem phò mã phố cột vào trên cột cũng coi như biết. Mama trong tiếng nói rõ ràng mang theo vài phần ý cười, bệ hạ không cần thẹn thùng, lão nô hầu hạ quá hai hướng hoàng đế, ngươi nghe lão nô đó là... Tô oản Nàng muốn tỉnh lại, hiện tại lập tức. Tác giả có chuyện muốn nói. Hồng bao tiếp tục phi tô ản. Ta là hoàng đế A, như vậy thật mất mặt. Chương 3 03 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tô Bản thử vài thứ muốn thoát khỏi cảnh trong mơ không có kết quả, không khỏi lại hoài nghi bản thân rốt cuộc có phải là đang nằm mơ. Chân thật cảm như thế mãnh liệt cảnh trong mơ, có chút mau cốt tủng nhiên. Bệ hạ, có thể bắt đầu sao? Ma ma chứa cười tiếng nói lại vang lên. Tô Bản thu liễm cảm xúc nghiêng đầu xem nàng, giả bộ bình tĩnh, có thể. Ma ma cười cười, nhấc chân hướng tẩm cung một bên bình phong đi đến, bệ hạ mời theo lão nô đi thay quần áo. Cô bản Phiêu mắt phản phất tượng sáp triệu hành, sinh không thể luyến. Nàng biết bản thân đang nằm mơ, đầu óc cũng thanh tỉnh thật sự, vì sao chính là vẫn chưa tỉnh lại. Vòng quá bình phong, ma ma trên mặt tươi cười đạm nhạt, xem ánh mắt nàng phức tạp không hiểu, mơ hồ có loại người đầu bạc tiễn người đầu xanh cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng. Tô bản bị nàng nhìn ngẩn ra, ai biết nàng nhưng lại du cũ tới gần đi lại, dùng chỉ có hai người tài năng nghe được thanh âm ở nàng bên tai nói, Công chúa điện hạ, thượng thư đại nhân cùng thái sư đưa tới mọi người không thể tin, bọn họ đem ngươi thôi thượng hoàng vị, là vì cấp không đủ 3 tuổi tứ hoàng tử lót đường. Đãi một năm sau tứ hoàng tử đầy 3 tuổi, ngươi liền thoái vị, hoàng hậu nương nương này nhất tao thật sự là bạch đã chết. Mama nói xong, trong mắt lăn xuống lệ đến, thương lão khuôn mặt như tro tàn thông thường. Lời của nàng rõ ràng lại cũng sẽ không bị người khác nghe qua bọc lão nhân gia đặc hữu cổ quái hơi thở phất qua tô quảng bên tai. Tô quảng cương một cái chớp mắt, lại đã hiểu. Tại đây giấc mộng cảnh bên trong, nàng cùng hoàng hậu đều thật thảm. Bên người không người khả dùng, ngay cả kính sự phòng ma ma đều phái thượng công dụng. Hơn nữa, nàng ở cầm quyền thượng thư cùng thái sư trong mắt, thủy chung là cái công chúa, là cho đệ đệ lót đường thạch tử. Hoàng hậu có thể là của nàng mẹ ruột vì làm cho nàng đăng cơ, không tiếc lấy mệnh tướng bác, đáng tiếc vẫn là làm vô dụng công. Khó trách binh bộ thượng thư cho nàng trai lơ, tổng quản xưng là phò mã mà không phải là khác xưng hô. Nàng không thế nào xem sách sử, nhìn xem nhiều nhất đó là dùng để ăn với cơm cổ trang kịch. Nữ đế lão công tự hồ không phải là này xưng hô. Cụ thể cái gì nàng cũng không biết, nhưng khẳng định không phải là phò mã. Lão nô chịu hoàng hậu nương nương nhờ vả, hôm nay có thể đem lời đưa ngày sau chết cũng không hối tiếc, công chúa ngươi phải nhanh chút lớn lên thấy rõ những người đó lòng muôn giả thú, bảo trụ tánh mạng. Ma ma lại gạt lệ, tiếp theo thuấn lại cất cao âm điệu nơm nớp lo sợ nói, bệ hạ nếu là không đồng ý thay quần áo, kia cũng không sao, lão nô đi quá giới hạn. Tô bản há miệng thở dốc, nháy mắt dây biết của nàng dụng ý, cũng cất cao âm điệu, cút. Trẫm nải vua của một nước không cần ngươi này nô tài nhiều thủ nhiều chân. Mama trong mắt hiện lên một tia vui mừng, dương tay liền cho bản thân một bạc tai, rưng rưng lui ra, bệ hạ sớm đi nghỉ tạm, lão nô cái này cút. Tô Oản. Mama, ngươi điều này cũng rất diễn tinh thôi. Mama thật mở cửa nhanh lui đi ra ngoài, ngoài cửa vang lên vài tiếng không cao không thấp nói chuyện với nhau, tổng quản tự hồ rất vui vẻ bộ dáng. Chờ bên ngoài động tỉnh nghỉ ngơi, Tô Oản theo bình phong sau đi ra ngoài, khoanh tay đánh giá bị trói ở trên cuộc triệu hành này cảnh trong mơ không biết cái gì thời điểm mới kết thúc luôn luôn trói hắn giống như không được tốt vạn nhất bị nhốt tại đây cảnh trong mơ bên trong ngày mai sáng sớm tổng quản tiến vào khởi không là biết tất cả mọi chuyện kỳ thực cũng không cần chờ ngày mai buổi sáng tổng quản ngay tại bên ngoài nghe chân tường đâu tô quản có chút khó xử đêm động phòng hoa chút làm đơn độc khó khăn hệ số lượt cao Tẩm cung yên tĩnh đi xuống, ngoài cửa tiếng bước chân mơ hồ trở nên rõ ràng, trước mắt nam nhân vẫn là kia phó lãnh lãnh thanh thanh bộ dáng, cùng nàng như là ở bất đồng thế giới. Tô bản âm thầm cắn răng, nhấc chân đi qua cởi bỏ hồng trù, về sau túng triệu hành đưa hắn kéo dài tới long trước giường, dùng sức đẩy. Triệu hành đổ tiếng long giường, mặt sắc đôi mắt lóe lóe, tốc độ nhanh đến tô bản không kịp bắt giữ. Tô bản buông màn che, ánh sáng bỗng chốc ảm đạm xuống dưới nàng lưng quá thân, cúi đầu cởi trên người long bào hướng trên đất nhất ném, lại thoát hài lý ra bên ngoài, cố ý phát ra rất lớn động tĩnh. Chuẩn bị không sai biệt lắm, tô vãn xoay người đem triệu hành hướng bên trong đẩy đẩy, mặt không biểu cảm nằm xuống. Hắn rất trầm, dù là ở lãnh cung làm quen rồi các loại việc, cũng không thể đưa hắn thôi quá xa. Nằm một hồi, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn chỉ còn không đến một chưởng khoảng cách mép giường, nâng lên chân, dùng sức hướng triệu hành đá đi đưa hắn hướng bên trong thôi. Rốt cục có thể thoải mái nằm xong, tô bản uống éo đầu liền chống lại cặp kia, không có bất kỳ gận sóng tựa như hồ sâu thông thường mặt sắc con ngươi. Nàng sợ rung, nhớ tới nhất kiện càng thêm chuyện trọng yếu, cúi đầu nhìn về phía hắn dưới thân. Quả không ngoài sở liệu. Thật đúng chuẩn bị bạch quyên. Xã hội phong kiến quả nhiên là ăn thịt người xã hội, thân là công chúa đều phải xem đầu đêm hay không lạc hồng đáng thương. Cô bản ngồi dậy, trên cao nhìn xuống đánh giá triệu hành một lát, động thủ cho hắn xoay người làm cho hắn sườn nằm, đi theo cầm lấy hắn tay trái ngón giữa dùng sức cắn nát. Triệu hành khẽ nhíu mày, thân thể lại vẫn không nhúc nhích như là không cảm giác đau. Cô bản quản không xong như vậy rất nhiều, nắm bắt của hắn ngón giữa đem huyết giọt đi lên phát hiện không đủ, lại rón ra rón rén đứng lên đi lấy đặt tại án thượng trường kiếm đi lại, đem ngón tay hắn cắt thật lớn một cái lỗ hổng. Triệu hành rốt cục động hạ, bất quá vẫn là không ra tiếng. Tô bản đem bạch quyên biến thành cùng trong huyết giống nhau, lưu loát thả lại trường kiếm một lần nữa nằm xong. Xuyển quân hô hấp, nàng thân chân đá hạ triệu hành cắn răng thấp giọng cảnh cáo, tối nay nhìn đến cái gì nghe được cái gì cũng không chuẩn tiết lộ nửa chữ, bằng không trẫm sẽ đưa ngươi đi kính sự phòng, nhưng ngươi biết cái gì kêu hùng phong không ở. Nói xong, nàng nhắm mắt lại đem bản thân bình sinh sở duyệt lừa đảo hồi tưởng một lần, cắn răng bài trừ dáng vẻ kịch cẩm thanh âm, phò mã ngươi làm đau trẫm. Thiếu nữ mềm mại uyển chuyển tiếng nói ở trong bóng đêm toát ra đến, nghe được nhân thẳng nổi cả da gà. Triệu hành khóe môi biên độ thật nhỏ động hạ, nhắm mắt lại. Tô bản hô vài cái, xoay người lưng đưa hắn, cũng hướng bên cạnh xê dịch tận lực cách hắn rất xa, cắt gao nhắm mắt lại. Này cảnh trong mơ rất ly kỳ, mơ thấy bản thân làm hoàng đế lại khắp nơi bị quản chế cho nhân, nào có cái gì sống mơ mơ màng màng tiêu dao đáng nói ngủ ngủ chỉ mong khi tỉnh lại nàng có thể thoát khỏi này cảnh trong mơ nếu là vô pháp thoát khỏi nàng còn phải ở cung nữ cùng thái giám tiến vào phía trước đem triệu hành quần áo cấp thoát làm đủ động phòng một đêm diễn thật sự là phiền toái không biết qua bao lâu tô bản ở trong mơ màng cảm giác được có người ở sờ bản thân cổ kinh ngạc sau mạnh mở mắt ra Trần Lương Phi cặp kia đục ngầu ảm đạm phản phất hắc động thông thường mắt, liền đứng ở nàng trên khuôn mặt phương, tô bản sợ tới mức kém chút lưng quá khí đi, sửng sốt sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vừa kinh vừa sợ, Lương Phi nương nương, làm sao ngươi đi lại? Hoàn hảo hoàn hảo, rốt cục thoát khỏi cái kia cổ quái cảnh trong mơ, chính là Trần Lương Phi giống như lại muốn nổi điên. Chẳng lẽ, nàng biết bản thân âm thầm có dấu tiền bạc? Hẳn là không hội, một năm này nàng rất cẩn thận, kiếm đến tiền bạc đều tàn gắt gao. Cô bản đợi một hồi không thấy Trần Lương Phi ra tiếng, hoảng hoảng cảm xúc, xem ánh mắt nàng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nương nương, nô tỳ phải đi ngay chuẩn bị cho ngươi đồ ăn sáng. Bản cung có tin mừng sự muốn nói cho ngươi. Trần Lương Phi gắt gao nhìn chầm chầm nàng, như là muốn đem nàng trành mặt thông thường, biên cười biên vỗ tay, bản cung đêm qua làm tốt mộng hoàng thượng đáp ứng bản cung ít ngày nữa liền nhường bản cung chuyển về dục tú cung, bản cung lại muốn bay lên đầu cành, ngươi cũng sắp trở thành đại cung nữ, vui hay không vui. Tô quản ngày thường rất xinh đẹp. Nàng vào cung nhiều năm nhất ra nhất ra tú nữ tiến vào, có chút đi long giường được đến sủng hạnh, có chút tắc vĩnh viễn bị nhốt thâm cung không bị nhân nhìn thấy, còn có chút sớm hóa thành một luồng cô hồn ở lại đây thâm cung trong vòng. Các nàng cũng không như tô quản đẹp mắt, của nàng dung mạo cũng không so kia vài cái bị tuyển thái tử phi nữ tử kém, cũng chỉ là kém xuất thân thôi. Nhưng này thâm cung hậu viện, cái nào nữ tử không phải là hoàng đế sở hữu vật, không phải là hoàng đế đồ chơi. Nàng sớm nhìn thấu, chỉ là trong lòng vẫn không hề cam, mặc dù là giả ngây giả dại cũng muốn đem hãm hại bản thân từ quý phi kéo xuống dưới, một lần nữa ngồi trên kia đồ chơi đứng đầu vị trí. Cả đời này nàng đều đi không ra này nhà giam giống nhau hoàn thành, cũng muốn bị chết thoải mái mới không uổng công nàng đã tới nhất tao. Trần Lương Phi ánh mắt ảm ảm, trên mặt tươi cười lại càng rực rỡ, trong cổ họng phát ra khô càng tiếng cười to, khô gầy mu bàn tay đột khởi không công khớp xương, chậm rãi nới ra bị nàng nắm chặt chăng. Chúc mừng Lương Phi nương nương, chúc mừng Lương Phi nương nương. Câu bản không có gì cảm xúc có lệ hai câu, vỗ vỗ ngực, đứng lên lưng quá thân sửa sang lại giường. Bệnh thần kinh, sáng sớm đi lại hù dọa nhân ba tháng sau nàng liền muốn thăng thiên đến lúc đó bản thân muốn thế nào bảo mệnh đều còn chưa nghĩ ra phi cái quỷ a phi bản cung mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút miễn cho hoàng thượng nhìn đến bản cung mặt không hữu hảo nhan sắc lại muốn tức giận trần lương phi thối lui đến một bên ngồi xuống đối nàng lãnh đạm thái độ cũng không thèm để ý tự cố nói chuyện như trước dùng cặp kia đục ngầu mắt thấy nàng khô gầy khuôn mặt lộ vẻ sấm nhân cười Tô bản thu thập thỏa đáng, viết hạ nàng thẳng mở cửa đi múc nước rửa mặt. Ánh sáng mặt trời đã phơi tiếng trong viện, trên cây chim chóc liếu ríu kêu khoan khoái. Quả nhiên là hoàng lương giấc mộng, cũng may mắn tỉnh lại, cái kia cảnh trong mơ quả thực chân thật đáng sợ. Chính là đáng tiếc nhiều như vậy Mỹ Nam, nàng cũng chưa cơ hội chiếm chút tiện nghi, cũng không tìm về bản thân bởi vì đương triều thái tử ai mười cái bản tử bãi. Cúc đem nước lạnh rửa mặt, tô bản đầu óc tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía bản thân sương phòng, trần lương phi sáng sớm đến của nàng phòng nổi điên, không phải vì tiền, thì phải là lại muốn làm yêu tìm cơ hội phục sủng. xuyên qua đến sau, nàng liền đem chiếu cố trần lương phi làm công tác. thanh ninh cung vị trí hẻo lánh, không có việc gì không có nhân đi lại, trần lương phi mục đích là phục sủng, lại giết người chính là đoạn con đường của mình, nàng lại không thực điên. trải qua một năm cọ sát các nàng ở nổi điên trên chuyện này đặt thành hiểu trong lòng mà không nói ăn ý bây giờ còn không đến cùng này đồ điên làm rõ thời điểm nàng tìm cách ở ba tháng nội rời đi lãnh cung miễn cho trần lương phi bị ban chết khi liên lụy bản thân bị biến lãnh cung này hai năm trần lương phi đã càng ngày càng biến thái thực làm rõ tự mình biết nói nàng ở giả ngây giả dại nàng hội điên càng triệt để cô bản vắt khô khăn treo lên đổ nước đi trở về Trần Lương Phi còn ngồi ở trên ghế không biết đang nghĩ cái gì, cười đến Phi thường khủng bố. Nàng như vậy khác thường, hẳn là đã biết Cao Tông Hoàng đế bệnh nặng chuyện, tối hôm qua đến Thái Giám thật lạ mặt, không biết ở đâu cái cung đương sai. Tô bản lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng gọi nàng, Lương Phi nương nương. Hoàng thượng liền muốn đến đây, bản cung phải đi về rửa mặt chải đầu một phen. Trần Lương Phi sờ sờ mặt mình, đứng lên, quan chân vội vàng đi ra ngoài nàng giống như nhập vào mộng. Nhớ được bản thân lần đầu tiên đi vào giấc mộng liền cùng hoàng đế ở trong mộng thành sự, hầu hạ của nàng cung nữ nói nàng một đêm lăn qua lộn lại không được xé rách quần áo, trong miệng bất chợt phát ra tu nhân hừ thanh, sắc mặt đỏ ửng. Tô bản không có, nàng ngủ đắc tượng người chết, tỉnh lại mặt sau sắc trắng bệt không thấy nửa điểm đỏ ửng. Chẳng lẽ kia đạo sĩ ở hồ lộng bản thân? Trần Lương Phi dừng lại bước chân quay đầu, ánh sáng mặt trời đánh vào cùng xuất ra tô bản trên mặt, nguyên liền tinh xảo tiên nghi ngủ quan sáng lên đến, mỹ nhường nhân đố kỵ. Nàng há miệng thở dốc, bỏ đi trực tiếp hỏi nàng đêm qua có thể có làm quái mộng ý niệm, tính toán như thế nào làm cho nàng cùng thái tử triệu hành gặp mặt trên. Hôm nay là hoàng hậu ngày dỗ, Lý Thuận còn chưa có lời nhắn đi lại, cũng không biết thái tử hôm nay hay không như năm rồi như vậy, tự mình đi nội vụ phủ chọn lựa hoa lan bái tế hoàng hậu trần lương phi rủ mắt đưa tay ngăn lại tô bản lại trang điên tô bản ngươi sao có thể trước mặt bản cung mặt câu dẫn hoàng thượng đêm qua ở trong mộng hắn xem thượng ngươi không thể cùng cái giả đồ điên so đo tô bản cúi đầu ngữ khí lãnh đạm lương phi nương nương định là nhìn lầm rồi nô tỳ không từng mơ thấy hoàng thượng tốt nhất như thế bằng không bản cung hiện tại liền đánh giết ngươi trần lương phi dùng sức đẩy ra nàng quay đầu chạy trở về chẳng lẽ tô oản thật sự không từng đi vào giấc mộng trần lương phi xuyên qua hành lang gấp khúc đãi tô bản nhìn không tới bản thân chợt quay đầu cửa cung phương hướng chạy tô bản là nội vụ phủ bác tới được bị nàng đã thương sau tính tình liền thay đổi không lại sợ hãi rụt rè xem ánh mắt nàng cũng không lại có sợ hãi không biết là bị kia nhất cung thu mua đi vào giấc mộng một chuyện không biết là phủ đã thành nàng còn phải đề phòng trần lương phi đình chỉ hỗn loạn ý niệm dừng lại chậm rãi tiến vào tiền viện, thanh ninh cung cửa cung khép chặt. Tường viện dưới, bị nàng làm cho chết đi cung nhân đào ra cái động khẩu chỗ, hơn một khối không dễ thấy quay đầu. Nàng cẩn thận phân biệt một phen nhất thời đến đây kính, nhanh hơn bước chân chạy tới. Lý Thuận gửi thư. Tác giả có chuyện muốn nói. Lương Phi. Thối đạo sĩ gạt ta, không chết tử tế được. Tô Oản. Thực không chết tử tế được. PS. Ngày mai bắt đầu buổi sáng 9 điểm đổi mới, sao sao đắt. Chương 4 04 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Lương Phi lấy xuống cột vào gạch khối thượng tờ giấy, nhanh chóng thu hảo. Nàng tim đập có chút mau, hai gò má nổi lên một tầng bạc hồng, nhất quán đục ngầu ảm đạm đôi mắt cũng lượng lên. Phục sủng có hy vọng rồi. Trần Lương Phi hốc mắt ẩm một vòng, chậm rãi thở dài một hơi đem gạch khối ra bên ngoài, đoán chừng tờ giấy trở lại hành lang hạ tay run run triển khai. Lý Thuận tính thượng nói thái tử hôm nay cùng thường ngày vô kém, không giống như là đi vào giấc mộng bộ dạng, chính là cùng nhau đến liền giết hai cái chiêu dương cung xếp vào đi qua cung nữ. Từ quý phi ngón này thật đúng không phải bình thường dài. Trần Lương Phi thối một ngụm, dây lắc lại đêm đen mặt đến, đáy mắt tóe ra ngập trời hận ý câu bản cái kia tiện chân nói không chừng cũng là từ quý phi xếp vào tới được nàng không thể gấp khi đạo sĩ quá nói qua cúng bái hành lễ thành sau chỉ cần hai người không chạm vào che mặt liền sẽ luôn luôn mơ thấy đối phương chờ một chút có lẽ liền có kết quả cũng nói không chừng nàng đem thừa lại ngân phiếu đều cho lý thuận cùng kia đạo sĩ nếu là không thành nàng sợ là muốn hồn đoạn lãnh cung trần lương phi trong lòng căm giận dùng sức nắm chặt tờ giấy đi nhanh hồi nội viện thanh ninh cung hậu viện. Tô Bản hoạt động khai tứ chi, trở về phòng nhặt mấy thứ còn có chút ẩm ướt hương liệu phóng tới kỳ lý xuất ra đi phơi nắng, quay đầu đi hái rau xanh chuẩn bị hầm cháo. Xuyên qua đến sau, đối mặt lãnh cung một nghèo hai trắng tình cảnh, nàng không thể không tự lực cánh sinh vụn trộn ở phía sau viện đủ loại các loại khi sơ. Về ra cung, nàng phía trước có ý tưởng, nhưng không xác định cao tông hoàng đế khi nào thì mới có thể bệnh nặng, chỉ vụng trộn toàn tiền bạc vì đi ra ngoài làm chuẩn bị, không chính thức làm qua kế hoạch. Trước mắt thời gian xác thực định xuống, nàng trước tiên cần phải nghĩ biện pháp rời đi lãnh cung hồi ngự thiện phòng. Nguyên chủ không bị bác đến thanh ninh cung tiền là ngự thiện phòng thô sử cung nữ, tân đế đăng cơ, ngự thiện phòng cùng nguyên chủ cùng nhau vào cung, thời gian mãn 10 năm cung nữ đều thả đi ra ngoài. Nàng nắm chặt thời gian ở Trần Lương Phi bị ban chết phía trước, rời đi lãnh cung, bằng không đến lúc đó một cái biết được cung đình bí mật danh vọng chụp xuống dưới, nàng liền ra không được. Tô Bản Hái tốt lắm rau xanh đứng lên, cảm giác tinh thần rất nhiều. Ra cung sau thế nào sống nàng cũng tưởng quá, bản thân chuyên nghiệp ở trong thế giới này hào vô dụng vũ chi địa, cũng may nàng kế thừa nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ trong nhà là làm hương liệu sinh ý thương nhân, nhân gia đạo sa súc cha mẹ lần lượt cách thế, nàng vì cấp tuổi già nải nải chữa bệnh cùng nuôi sống đệ đệ, thế này mới bán mình vào cung. Nguyên chủ biết như thế nào điều hương, quen thuộc các loại hương liệu tập tính, còn lưu lại một bản, hương liệu tập, nàng đã xem xong một lần. Chờ bản thân ra hoàng cung, có thể dựa vào điều hương cửa này tay nghề mưu sinh, các cung cung nữ ở nàng cố ý liên hệ hạ, hiện thời đều là nàng nghiên cứu điều hương chuột trắng nhỏ. Ra cung sau muốn dùng bạc nàng cũng toàn bộ phận, này nguyệt cung phân liền tại đây hai ngày phát xuống dưới, nàng còn có thể kiếm thượng nhất bút đến mức nguyên chủ nải nải cùng đệ đệ nàng sẽ nghĩ cách tử liên hệ lên sau khi rời khỏi đây thay nguyên chủ chăm sóc bọn họ dù sao bản thân chiếm thân thể của nàng làm người muốn phúc hậu tô bản đi tẩy sạch sẽ rau xanh hồi phòng bếp đào thước hạ nồi thừa dịp có thời gian đứng dậy đi vạch trần phóng ở trong góc một cái tích đầy tro bụi ca các cung cung nữ đưa tới hương túi cùng phân tốt hương liệu đều bao ở trong bao vây cất dấu còn có mấy cái liền làm hoàng nàng xuất ra bao vây tỉnh hạ tâm ngồi trở lại táo trước đài ai cái đem hương túi cùng hương liệu trang hảo trang tốt lắm mười mấy cái hương túi trong nồi bắt đầu toát ra cô lỗ cô lỗ thanh âm cô bản ít cái nhìn nhìn thu hồi hương túi đem rau xanh thiết toái lại lấy ra còn lại một chút thịt heo băm cùng nhau bỏ vào đi thanh ninh cung mỗi ngày có thể lĩnh đến thịt chỉ có hai lượng thức hai lượng mặc hai lượng chỉ đủ treo mệnh muốn ăn no là thật khó khăn nàng đối ăn không chú ý, ở hiện thế khi một năm có hơn nửa năm ngâm mình ở công trường, không phải là ngoại bán chính là mì ăn liền, có thể đối phó đi qua là được. Thức không đủ nàng có thể bản thân cùng khác cung vụn trộn mua, thịt cũng có thể dùng đừng gì đó đổi, nàng là cùng đứa nhỏ xuất thân, chỉ có tiền tài năng cho nàng cảm giác an toàn. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không thể vì tích góp tiền cấp bản thân đổi xe mà qua lao bất ngờ tử, xuyên vào này bản lý nguyên mất quyền lực này quốc gia kêu bắt lương trong lịch sử cũng không tồn tại như vậy một quốc gia hơn nữa các đời lịch đại gì đó đều có thể ở trong sách nhìn đến tỷ như nội vụ phủ hình như là thanh triều độc hữu cơ cấu lại tỷ như cung nữ vào cung mãn 10 năm phù hợp điều kiện có thể ra cung quy định thanh triều liền không có bất quá phong kiến áp bách là nhất trí nhất là đối trong hoàn thành nữ nhân cũng bởi vì như thế nàng luôn luôn giả giả không biết nói Trần Lương Phi ở trang điên. Tư tưởng không ở một cái mặt, mạnh mẽ thay đổi chỉ biết hại bản thân. Nàng xuyên qua đến sau quan sát 3 tháng, mới dám vụn trộn bán này nọ toàn tiền bạc, thận chi lại thận. Cô bản giảo vài cái, đãi trong nồi toát ra hương khí, nàng rửa tay sạch sẽ đi lấy bắt đi lại thịnh một chén phóng tới khay thượng, cứ theo lẽ thường đoan đi Trần Lương Phi phòng ngủ. Trần Lương Phi coi như là cái kỳ nữ tử, bị biếm lãnh cung hai năm còn chưa có chết phi tử, chỉ có nàng một cái. Tiền vài cái vào phi tử, không phải là thắt cổ chính là nhảy giếng, sớm hương tiêu ngọc vẫn. Hôm nay nên phát này nguyệt cung phân, ngươi đi lĩnh thôi. Trần Lương Phi ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mạo hiểm u quan. Lý Thuận hôm nay hội tùy thái tử đi nội vụ phủ, chọn lựa hoa lan bái tế hoàng hậu. Đêm qua nàng như vào thái tử triệu hành mộng, hôm nay thấy mặt triệu hành chắc chắn khả nghi, Hắn khả nghi sẽ đem tô bản mang đi. Như tô bản là từ quý phi nhân, sát liền giết nàng không đau lòng. Như tô bản ai nhân đều không phải, Lý Thuận tự sẽ an bài phía sau chuyện. Lý Thuận còn nhắn lại, nói là chuẩn hội lại đến lời nhắn. Tạm thời thử một lần, nàng hiện thời cùng đã chết không kém, có một chút cơ hội nàng không thể thả quá. Nô tỳ phải đi ngay làm. Tô bản buông cháo cuối mâu lui ra ngoài. Nguyên lai việc này đều là Trần Lương Phi bên người ma ma làm, sau này ma ma cùng đại cung nữ bị nàng ép buộc đã chết, chuyện này liền rơi xuống bản thân đầu lên đây. Cũng phải mệt có này chuyện xấu, nàng mới mỗi tháng đều có thể phát nhất bút tiểu tài. Cô bản hồi hậu viện phòng bếp xuất ra đã trang tốt hương túi, cẩn thận nhét vào trong quần áo, sửa sang lại hảo sau chạy nhanh xuất môn. Nội vụ cách thanh ninh cung không gần, cô bản ở trên đường lưu hảo chấp đầu ám hiệu, không gặp được người nào. Đến phủ ngoại, thủ vệ thị vệ phiêu nàng liếc mắt một cái, không ngăn đón. Tô bản cúi đầu đi vào, cùng đang trực thái giám thuyết minh ý đồ đến, lập tức đưa tới một đạo xem thường, đi chờ đợi đi, các cung ma ma cùng cung nữ còn chưa có bận hết, không tới phi ngươi. Đa tạ công công nhắc nhở. Tô bản cười cười ôm nhu cảm ơn, cúi đầu đi qua xếp hàng. Bên trong hoàng thành thái giám cũng đều là thấy gió sử đà, bái cao thải thấp chủ. Trần Lương Phi bị biếm lãnh cung, Cao Tông Hoàng đế lại bệnh nặng, mắt xem xét phục sủng vô vọng đương nhiên sẽ không đối nàng tốt nhan sắc. Loại này không quan hệ đau khổ làm khó dễ nàng cũng không quan tâm. Từ Quý Phi vì giết chết Trần Lương Phi cũng không thiếu thượng thanh ninh cung, nàng mới là hậu cung bên trong, muốn đánh ngươi liền đánh ngươi không cần thiết chọn ngày tồn tại, cũng là nàng cần lo lắng nhân. Mặt tới được một năm này nàng sống được thật cẩn thận, tiền tài cùng tánh mạng nàng hai loại đều phải, muốn nhất tự do. Hội bản thân đến nội vụ phủ lĩnh cung phân, nhiều là các nơi làm tạp dịch việc nặng cung nữ thái giám, các cung phi tử cùng chủ tử cung phân, nội vụ phủ gặp mặt tự đưa đi qua không cần chân chạy. Tô bản đợi canh ba chung, rốt cuộc đến phiên bản thân. Cùng thường ngày, nàng tiến lên xoa bóp dấu tay trơ mắt xem đang trực thái giám, đem nàng cùng Trần Lương Phi cung phân quân xuất ra một nửa thu vào bản thân hầu bao. Tại đây trong hoàng thành, có chút tiểu quyền chính là đại gia. Tô Bản cũng không tính toán với hắn, đôi nhất lên khuôn mặt tươi cười ôm nhu nói một tiếng vất vả, thông dong xoay người. Trở lại thanh ninh cung phụ cận, muốn mua hương túi cung nữ đã ở chờ. Tô Bản nhanh hơn bước chân đi qua, chấp mũi toát ra tinh tế hãng lạp, gò má đỏ ửng. Tô Bản đến đây. Có cung nữ phát hiện nàng, mỉm cười vẫy tay. Tô Bản thở hổn hển dừng lại, cuối đầu theo trong quần áo lấy ra chuẩn bị tốt hương túi, thật có lỗi cười, nhưng các vị tỷ tỷ đợi lâu. Không lâu, chúng ta cũng vừa vừa ra môn. Kêu của nàng cung nữ đè thấp tiếng nói bác quái, các ngươi nghe nói không có, thái tử muốn chọn phi. Nghe nói là thượng thư đại nhân tự mình nghĩ danh sách, tuyển sáu cá nhân, muốn đồng thời nghiêm phi cùng trắc phi, trong cung sợ là không lâu liền muốn làm việc vui. Hôm nay là hoàng hậu nương nương ngày dỗ, đại gia thiết đừng lắm miệng cẩn thận trên đầu đầu lớn tuổi cung nữ chạy nhanh ngăn lại vài cái cho nhau trao đổi bác quái đại cung nữ nháy mắt tâm miệng Cô bản nghe này bác quái mí mắt lại một trận kinh hoàng thái tử phi hậu tuyển nhân là sáu cái nàng đêm qua cảnh trong mơ bên trong thượng thư đại nhân cho nàng đưa trai lơ cũng là sáu cái là trùng hợp vẫn là ánh xạ ở nguyên trung nguyên nữ chính cũng là binh bộ thượng thư đề cử cấp thái tử thái tử phi nhân tuyển chi nhất. Nguyên bản đề cử nhân sổ tổng cộng có 8, nguyên nữ chính không khỏi bản thân lại đi lên đường xưa, gã nhập đông cung trở thành thái tử trắc phi cuối cùng bị hại tử, nàng vụng trộn ước gặp thầm mến bản thân cả đời, cầu mà không được nam chính. Lần này gặp mặt sau, nguyên nữ chính lấy cớ dưỡng bệnh mang theo gia phó đi biện kinh ngoài thành phúc an tự, nam chính an bày thổ phỉ liền ở trên đường chờ đợi, nữ chính gặp nạn chấn kinh, hôn mê bất tỉnh tránh thoát bị tuyển vào cung vận mệnh. Mà mặt khác một vị nhân tuyển tắc là vì vừa vặn tan mẫu, điềm xấu mà bị thủ tiêu tư cách. Cuối cùng, Thái tử Phi vẫn là từ quý Phi cháu gái, trắc Phi không người trúng tuyển. Tô bản bất động thanh sắc phun xả giận, trực giác bản thân là suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là một giấc mộng thôi lại không có khả năng mỗi ngày đều mơ thấy, hẳn là không là ánh xạ. Nói đi nói lại, nàng ở trong mộng xấu hổ địa vị cùng đương kim thái tử quả thật có chút giống thái tử ngay từ đầu nhân tuyển chính là từ quý phi sinh tứ hoàng tử hoàng đế cảm thấy bản thân thẹn với hoàng hậu mới đưa thân là tam hoàng tử triệu hành lập vì thái tử đến mức phía trước hai vị một cái hai chân tàn tật suốt ngày cùng xe lăn làm bạn một cái trời sinh sẽ không nói trần lương phi được sủng ái nhiều năm lại không thể cấp hoàng đế sinh hạ nhất nhi bán nữ Ngược lại là từ quý phi cùng con thỏ dường như 12 năm sinh bảy Cuối cùng một cái còn đi theo vú nuôi Tô bản nghĩ vậy Nhìn không được trong lòng trung châm chọc Không trách từ quý phi mơ ước hậu vị Thất Long Châu đều hồi môn tự nhiên Muốn triệu hồi thần Long Tô bản Đây là đưa cho ngươi bạc Bán nguyệt sau vẫn là chỗ này ta gia chủ tử Phải thay đổi ngọc chất lan tâm Trước tiên nói về cung nữ xuất ra Một khối bạc vụn đưa cho tô bản Ta đi về trước Cô quản tiếp nhận bạc, mỉm cười gật đầu. Mặt khác vài vị cung nữ cũng cho bạc thuận tiện hạ tân tờ danh sách, đều tự tán đi. Cô quản nhẹ nhàng phun xả giận, tả hữu nhìn một vòng giường như không có việc gì phản hồi thanh ninh cung. Tối hôm qua không ngủ hảo làm cho nàng không có gì tinh thần, vào cửa liền nhịn không được đã khởi nát. Trần lương phi hôm nay thật yên tĩnh, không giống thường ngày như vậy đứng ở trong viện gian gào khóc thảm thiết. Đem của nàng cung phân đưa đi qua. Cô bản trở về bản thân sương phòng, vùi đầu bận việc. Cao tông hoàng đế bệnh nặng, các cung phi tử cung nữ đều lo lắng đề phòng, sợ đến lúc đó bị an bày tuẩn tán. Cô bản cũng rất sợ, khả nàng còn có cơ hội đào thoát nhà giam, này ngay từ đầu liền hầu hạ phi tử cung nữ, là không có cơ hội đi ra ngoài. Nhặt ra sở hữu cần dùng là hương liệu, sắc trời cũng tối lại. Cô bản làm tốt bữa tối cấp trần lương phi đưa đi qua chờ nàng ăn xong, nàng trở lại bản thân sương phòng đơn giản ăn chút cháo xứng bánh bao, rửa mặt chải đầu một phen mỏi mệt đổ tiếng giường. Tối nay tuyệt đối không nên lại làm cái kia mộng, làm cái quốc ức hoàng đế, còn không bằng cung nữ tự tại đâu. Chương 5 Không năm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Bản thật sự vây cực, nhắm mắt lại không nhiều hội liền đã ngủ. Một đêm vô mộng, tỉnh lại bên ngoài còn chưa có triệt để lượng thiên nàng thân cái lười thắt lưng, vu vạ trên giường lăn hai vòng, đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại nhanh nhẹn rời giường. Ngủ ngon liền muốn tiếp tục vận động đứng lên, thế giới này nhiều người bán không lâu thọ, nhất là trong hoàn thành cung nữ. Chủ tử không chịu sủng, thân là cung nữ bị bệnh cũng không tư cách thỉnh thái y trị liệu, có thể bắt hai phó dược sẽ không sai lầm rồi. Nơi này tối thiếu kỳ thực là thanh mốc tố, ăn xấu xa này nọ hoặc là miệng vết thương cảm nhiễm đều có thể đòi mạng chờ ra này hoàng cung nàng muốn bản thân nếm thử lấy ra thanh mốc tố miễn cho còn chưa kịp hưởng thụ tự do liền đi đời nhà ma tô bản mặc vào cung trang mở cửa đi ra ngoài thình lình nhìn đến trần lương phi mặc một thân bạch đứng ở ngoài cửa tim đập nhất thời lậu vỗ nàng này hai ngày tổng chạy qua bên này sẽ không là coi trọng bản thân thôi ngàn vạn đừng bản thân tính thủ hướng thật bình thường tô bản hoàng thượng nói hôm nay muốn tới tiếp ta hắn thế nào còn chưa? Trần Lương Phi cười rộ lên, vương chân gà thông thường thủ muốn trảo nàng, ngươi thay ta đến hỏi hỏi hoàng thượng giờ nào đến, nhanh đi. Tiểu tiện chân bắt đầu đề phòng nàng A, đêm qua đêm cửa xuyên gắt gao, nàng muốn vào đi cũng không thành. Tô bản tránh đi tay nàng thẳng hướng bên cạnh giếng đi, thái độ lãnh đạm, Lương Phi nương nương, hoàng thượng lúc này sợ là còn chưa có tỉnh đâu, ngươi về trước ốc đợi chút. Không tỉnh sao? Trần Lương Phi phản hỏi một câu, bỗng nhiên bắt đầu tức giận mắng, nhất định là từ quý phi kia đầu heo lại đem hoàng thượng cấp lừa đi rồi, nhất định là. Nàng vừa mắng một bên sau khởi cái chổi, hùng hổ hướng Tô Bản đi qua. Tô Bản phiêu nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhướng mày, Lương Phi nương nương, tiền viện giống như có động tĩnh, nói không chừng là hoàng thượng bên người đại tổng quản đến đây, ngươi đi nhìn một cái. Tưởng trang điên lấy nàng phát tiếc, kia dễ dàng như vậy thật vậy chăng? Trần Lương Phi dừng lại vảnh tai nghe xong hội, bỏ lại cái chổi quan trực chân đầu bỏ chạy. Một năm này nàng một lần cũng chưa có thể đánh tới tô bản, nàng so với chính mình còn rõ ràng, đồ điên điên đứng lên hẳn là loại nào bộ dáng, quả thực thật, thật giận. Tô bản thân đầu nhìn nhìn, thấy nàng ra sân, cút khởi lạnh lẽo nước giếng rửa mặt, cầm lấy tự chế bàn chải đánh răng đánh răng. Trần Lương Phi khẳng định có sự nàng thường ngày sẽ không nhận ngay cả điên đến bản thân trước mặt đến. Nghĩ vậy, tô bản bay nhanh xoát nha xấu sạch sẽ miệng, tiểu sờ sờ theo sau. Đến tiền viện, Trần Lương Phi giống cái quỷ giống nhau đang khiêu vũ, trong miệng lẩm bẩm, hoàng thượng, ta đây dáng người như thế nào, so từ muội muội đẹp mắt sao. Tô bản đứng ở hành lang trụ phía sau nhìn hội, lắc đầu đi trở về. Này trong hậu cung nữ nhân, người người đều đáng thương vào nơi này cùng ngồi tù giống nhau mỗi ngày muốn lục đục với nhau nỗ lực cứu mạng còn có làm không song sống cung nữ cũng tốt phi tử cũng thế mọi người mệnh đều nắm giữ ở hoàng đế trong tay sống sót liền ý nghĩa lòng bàn chân hội phủ kín bạch cốt hoàng thượng cũng cảm thấy thần thiếp so từ mùi mùi đẹp mắt a tịnh dỗ nhân trần lương phi cười rộ lên vụn trộm nhìn nhìn tô quảng bóng lưng nắm chặt lý thuận đưa tới tờ giấy lũng niệu ra tiếng hoàng thượng thần thiếp kiêu mệt mỏi, ta hồi ốc đi. Nói xong câu này, nàng nhắc tới làng váy chạy đứng lên, thở hổn hển trở về phòng. Đóng cửa lại, trần lương phi dựa vào ván cửa thở hổn hển một trận, trung trung triển khai tờ giấy. Thái tử hôm qua không đi nội vụ phủ, hoa lan từ nội vụ phủ chọn xong đưa đi phượng nghi cung. Trong triều phát hướng bắt cảnh tính chậm chạp thu không đến hồi âm, khủng chiến sự báo nguy thái tử một đêm không ngủ. Trần Lương Phi xem bãi trên giấy nội dung ảm đạm cười, đi qua lấy khởi hỏa chiếc tử đốt tờ giấy, tâm như tro tàn. Bị biếm lãnh cung sau, nàng cấp đích huynh tu thư 13 phong không một hồi âm. Mặc dù bắt cảnh chiến sự đánh thắng, đích huynh cũng không sẽ vì nàng tranh thủ nửa câu. Nàng thịnh sủng thời điểm không có quan tâm quá trần gia, hiện thời như vậy kết cục cũng là gieo gió gặp bão. Thiêu xong rồi tờ giấy, Trần Lương Phi thu thập một phen, vẻ mặt chết lặng hướng giường, trùng trùng ngã đi vào. Còn có hy vọng, thái tử vừa mới giám quốc, bắt cảnh chiến loạn chưa bình hắn kia còn có tinh lực để ý Việt Nam nữ. Chờ một chút, kia đạo sĩ đạo hạnh cực cao, năm đó có thể làm cho nàng bay lên đầu cành hiện thời định cũng có thể. Trần Lương Phi miên mang suy nghĩ một trận, mệt cực ngủ đi qua. Hậu viện Tô bản tinh thần chấn hưng làm tự nghĩ ra bài tập thể dục, làm xong một tổ liền nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục. Sáng sớm cuối cùng một tia hôn ám tán đi, ánh sáng mặt trời dâng lên. Tô Bản làm xong nguyên bộ bài tập thể dục, ra một thân mồ hôi, cúi đầu sờ sờ bản thân càng ngày càng rõ ràng có xét tuyến, vừa lòng dơ lên khóe môi. Thân thể là cách mạng tiền vốn, đã quyết định vượt ngục nàng phải sống được càng khỏe mạnh. Nghỉ ngơi hội ngang thượng hãng tiêu, Tô Bản theo thường lệ đi hái được chút rau xanh, hồi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm ngày hôm qua phân nhạc xuất ra hương liệu còn cần phơi nắng, cùng nàng định ngọc chất lan tâm cung nữ ở Vĩnh Ninh cung hầu hạ, chủ tử là Lương Thục Phi. Ngọc chất lan tâm dùng xong đàn hương, trầm hương, hoắc hương, còn có nhục đậu khấu cùng toan táo nhân, hương trình tự cảm rất mạnh lưu hương kéo dài. Này hương có trấn định cùng thôi miên tác dụng, phi thường thích hợp có mất ngủ chứng nhân. Đáng tiếc trong cung sở hữu gì đó đều từ nội vụ phủ phát phóng, chỉ là hồi môn này đó hương liệu nàng liền mất không ít công phu rất dễ dàng mới từ các cung cung nữ trong tay mua đến nếu có thể tự do mua nàng tư tàn tiền bạc hội càng nhiều phía trước cái kia hương túi là nàng tặng không cấp lương thuộc phi trong cung cung nữ làm dùng thử phẩm đối phương hôm qua chủ động hạ đan tử hơn phân nữa là hiến cho lương thuộc phi Tô bản cân nhắc một trận quyết định lần này cần điều càng tốt chút cầu nàng hỗ trợ đi theo lương thuộc phi cầu cái tình để cho mình hồi ngự thiện phòng hẳn là có thể làm. Cùng lắm thì nàng đem ngọc chất lan tâm phối phương cùng với như thế nào điều phối phương pháp viết ra, miễn phí đưa. Chỉ cần có thể rời đi này hoàng cung, nàng về sau còn có thể nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều hơn phối phương. Cô bản tinh tế suy nghĩ một trận cảm thấy việc này có thể làm, trong lòng mục tiêu càng minh sát đứng lên. Không bao lâu, đồ ăn sáng làm tốt. Cô bản thịnh xuất ra một chén cháo bỏ thêm cái bánh bao cùng nhau đưa đến Trần Lương Phi trong phòng. Trần Lương Phi phỏng chừng là điên đủ, lúc này ngủ thật sự trầm, Tô Bản Phung xả giận khinh thủ khinh cước lui ra ngoài. Mỗi ngày như vậy trang điên, nàng cũng thật vất vả thật đáng thương. Trở lại hậu viện, Tô Bản ăn uống no đủ giá khởi cây thang trèo lên cung tường, đem chuẩn bị tốt rổ buông đi. Bốn phía không người, cách gần nghi xuân trong cung, vài cái cung nữ ở trong hoa viên đá quả cầu, bất chợt phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cô bản đợi hội xác nhận không ai phát hiện bản thân, nhanh nhẹn đi hạ cây thang, ở dây thường một đầu khắc hệ thượng chung. Các cung có thể phân đến hương liệu hữu hạn, dám lấy ra bán không nhiều lắm, đầu tháng nàng tìm không ít bạc, cùng nội vụ phủ quản hương liệu thái giám liên lạc, hắn đã nhiều ngày đang trực, nói xong rồi hội thuận chút hương liệu xuất ra bán cho nàng. Hồi phòng bếp ăn điểm tâm, Tô bản thu thập sạch sẽ hồi ốc đóng cửa bắt đầu điều phối hương liệu, nghiên cứu như thế nào điều chỉnh ngọc chất lan tâm này khoảng hương. Hoàng đế bệnh nặng, từ quý phi nhớ thương hậu vị rất nhiều, còn muốn nhìn chầm chầm thái tử tuyển phi một chuyện, không tin thần đi lại tha ma trần lương phi, nhưng là để cho mình sống yên ổn không ít. Ba ngày đi qua, câu bản vẫn là không có thể điều ra càng dễ chịu ngọc chất lang tâm. Trần Lương Phi trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng du hồn giống nhau xuất hiện tại của nàng sư ngoài cửa phòng, cũng không lại làm ra vẻ yêu chính là bắt tại trên tường chung cũng im ắng, cùng hỏng rồi giống nhau cho tới bây giờ cũng chưa vang quá. Ngày thứ tư vào đêm, cô bản chiếu cố Trần Lương Phi ngủ hạ, trở về bản thân sương phòng nằm vật xuống. Mau ngủ khi, bắt tại tường viện thượng chung phát ra dòng vang, nàng nghe được động tĩnh, nhất lăng lông lốc ngồi dậy xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Trèo lên cung tường đem rổ đề đi lên, nàng tính cốt lắm tiền bạc lấy ra hương liệu đem bạc bỏ vào đi, lại buông rổ chờ ở mặt dưới thái giám cầm bạc, vội vàng biến mất ở trong bóng đêm. Tô bản thu hồi rổ nhìn đến bên trong có tính, vội vàng thu thơm quá liêu đi hạ cây thang hồi ốc. Khi thái giám phỏng chừng cho rằng bản thân tìm tới hắn là Trần Lương Phi ý tứ, vậy mà sao tính cùng nhau? Tính thượng nói thái tử phi nhân tuyển chưa định, cuối cùng trúng cử nhân trừ bỏ từ quý phi cháu gái, còn có từ hàng thừa tướng dưới gối tiểu nữ nhi. Tô bản thiêu hủy tờ giấy, thu tốt lắm hương liệu như có đâm chiêu này kịch tình cùng nguyên có xuất nhập thái tử vậy mà cự tuyệt tuyển phi nghĩ lại lại muốn việc này cùng bản thân không có quan hệ gì tiền triều đấu tranh lại ngoan cũng ảnh hưởng không đến thanh ninh cung thái tử triệu hành có trong sách nam chính phụ tá cuối cùng khẳng định có thể diệt từ thái sư cùng binh bộ thượng thư nàng chỉ để ý trù tính bản thân vượt ngục việc chờ tân đế đăng cơ rời đi hoàng cung thì tốt rồi tại đây cái thiếu y thiếu dược, bình quân sống lâu cũng liền khoảng 30 tuổi thế giới, nàng thời gian còn lại phỏng chừng cũng sẽ không thể nhiều lắm, trường thọ chỉ là cái lệ chết sớm là thái độ bình thường, hảo hảo sống. Tô Vãn thở dài, đi đem cửa cấp thuyên nhanh, diệt đăng thả lỏng nhắm mắt lại. Không biết ngủ bao lâu, bên tai mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện, nàng nhíu nhíu mày không vui mở mắt ra. Ánh sáng lờ mờ hạ, nam nhân mặt gần trong gan tất, mũi cao thâm mục, hình dáng rõ ràng, cặp kia đen xì con ngươi tựa như nhất ung hồ sâu, lẳng lặng xem nàng. Tô Vãn dùng sức nuốt khẩu nước miếng, dư quan nhìn về phía nơi khác. Nàng lại làm cái kia đáng sợ quái mộng. Nam nhân không nói chuyện, liền như vậy không hề chớp mắt xem nàng, đáy mắt không hề bận tâm. Cậu nam nhân, nhìn cái gì vậy? Tô Vãn nhấc chân đá đi, phiền chán ngồi dậy. Bệ hạ, nên vào triều sớm, có thể không nhường lão nô an bày nhân đi vào hầu hạ rửa mặt chải đầu. Tổng quản kia phản phất bị người khác cổ phát ra thanh âm, rõ ràng quán lọc vào tai màng. Hôm nay không lâm triều, lát sau lại an bày nhân tiến vào. Cô bản trở về một câu, quay đầu xem bị trói thành bánh chân triệu hành, mày nhíu lên. Nguy hiểm thật. Hạnh tốt bản thân xem qua không ít cung đấu kịch, trước tiên làm chuẩn bị. Lưu cũng không phải là mình huyết. Bệ hạ thượng thư đại nhân nói hôm nay phải đi lâm triều tổng quản cười theo ông tồn trấn an trễ chút canh giờ đi qua cũng không ngại khi trẫm lại ngủ một hồi câu bản giả bộ không ngủ tỉnh bộ dáng trở về câu động thủ đem triệu hành bay qua đi lưu loát kỵ đến hắn trên lưng cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn cắn răng cảnh cáo không cho phép nhúc nhích không cho ra tiếng bằng không trẫm giết ngươi cậu nam nhân khi nào thì tỉnh hắn nhìn bản thân bao lâu triệu hành vẫn không nhúc nhích tô bản vừa lòng thẳng khởi lưng động thủ cởi bỏ trên người hắn dây thừng quan đến trên đất đi theo từ trên người hắn đi xuống đưa hắn cuốn đi lại thủ sẵn tay hắn đưa hắn kéo không thể lộ ra cái gì sơ hở đã lần thứ hai làm này mộng kịch tình còn vừa vặn hàm tiếp đến nàng lần trước tỉnh ngủ phía trước nói không chừng về sau còn có thể tiếp tục mơ thấy vạn nhất ngày nào đó ở trong mộng đã chết trong hiện thực cũng chết đi làm sao bây giờ nàng còn chưa có tự do đâu. Triệu hành lười nhát đứng vững, trũ mắt xem nàng, mặt sắc con ngươi chiếu ra nàng một mặt nghiêm túc bộ dáng. Tô bản hồn nhiên bất giác, kéo xuống của hắn đai lưng bỏ đi màu trắng ngoại sam, lộ ra phía dưới sa mỏng trung y. Nàng chăm chú nhìn hắn cơ bắp nhanh thực ngực, đưa tay đi vào. Tiếp theo thuấn, tô bản như là bị phỏng đến giống nhau rụt tay về, gò má thăng lên một cổ nhiệt khí, ngẩng đầu một mặt mộng bức xem triệu hành, lớn mật, Ngươi vậy mà. Vậy mà. Chương 6. 06. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô bản lui về phía sau một bước, nghĩ đến bản thân là hoàng đế chợt lại bãi khởi cái giá, đè thấp tiếng nói nũng nịu gầm lên. Lớn mật cuồng đồ, ai cho phép ngươi tiêu tưởng trẫm Hắn lại có phản ứng. Tô bản cảm giác bản thân cả người đều thiêu thấu. Trong mộng nhân chẳng lẽ không hẳn là không có tư duy sao? xúc cảm chân thật liền tính, còn như vậy mẫn cảm là muốn làm chi. Nàng liền huyết một chút liền đỉnh đến lòng bàn tay. Làm cả đời độc thân cẩu, xuyên đến thế giới này một năm cũng gặp qua mấy nam nhân, nàng thật không biết. Ở hiện thế xem qua lừa đảo, cư nhiên là thật, nàng đã nghĩ ở trong mộng lãng một chút mà thôi bình thường tuyệt không dám như vậy. Đây chính là ở trong mộng A, tỉnh lại liền sẽ biến mất, lần sau không biết cái gì thời điểm mới mơ thấy, cũng không biết cảnh trong mơ hội liên tục bao lâu kết thúc. Đáng sợ nhất là, hắn vì sao lại có tư tưởng, những người khác có phải là cũng cùng hắn. Vẫn là này cảnh trong mơ lý mỗi người đều có tư tưởng, đều là còn sống mà không phải là công cụ nhân. Tô vãn tế tư cực khủng. Triệu hành mí mắt cũng chưa nâng một chút, nếu là cẩn thận nhìn sẽ gặp phát giác, bị sợi tóc che đậy lỗ tai đã sớm hồng thấu. Không khí yên tĩnh. Cô Vãn Hoảng quá kia trận hoảng hốt, bày ra thân là thiên tử uy nghi nhất thời vừa tức thế mười phần. Nàng đang nằm mơ, này trong mộng nhân hẳn là không sẽ có tư tưởng, ảo giác, nhất định là ảo giác. Nghĩ như thế, nàng lại đưa tay vói vào triệu hành trong quần áo sờ sờ, trừ bỏ nhiệt độ cơ thể là nóng, vừa rồi sát quá lòng bàn tay đột khởi vậy mà. Mềm nhũng. Quả nhiên là sai thấy, hù chết nàng. Khụ khụ. Cô bản thanh thanh cổ họng, đè thấp tiếng nói lại cảnh cáo vào này hoàng cung ái khanh chính là trẫm nô lệ đừng tưởng rằng có thượng thư che chở trẫm cũng không dám giết ngươi triệu hành vẫn là vẫn không nhúc nhích đôi mắt trầm tĩnh phản phất hắc ám bóng đêm không cùng mà sâu thẳm chính là trên người lãnh ý rõ ràng trở nên mãnh liệt Tô bản rất hài lòng của hắn phản ứng cánh tay duỗi ra mạnh đưa hắn đổ lên long trên giường dùng sức túng hạ của hắn ngoại khố bỏ qua về sau cắn răng bổ nhào vào trên người hắn há mồm cắn hướng của hắn cổ. Triệu hành mâu quan phát trầm, tay trái nâng lên khoảnh khắc, thiếu nữ hàm hồ tiếng nói toát ra đến, muốn trang giống một điểm, ngươi thượng trẫm giường, trẫm hội yếu mạng của ngươi thượng thư đại nhân đồng dạng hội yếu mạng của ngươi. Nâng lên thủ chậm rãi hạ xuống, không phát ra cái gì động tĩnh. Cô bản chui đầu vào trên cổ hắn cắn ra vài cái nhợt nhạt dấu hôn, đứng lên cho hắn đắp chăn, hạ long giường nới ra mái tóc lười biến ra tiếng, vào đi. Lão nô tuân chỉ. Tổng quản vui sướng ứng thanh, mang theo nhất chúng cung nữ cùng thái giám bưng thủy mở cửa tiến vào. Cô bản ngáp một cái, khí mắt nhìn về phía đại tổng quản, hôm nay Lâm Triều có chuyện gì muốn nghị. Bắt cảnh chiến sự báo nguy, thượng thư đại nhân cùng thái sư còn có thừa tướng bọn họ đã đến văn đức điện, chờ bệ hạ đi qua định đoạt. Tổng quản cười gượng, bệ hạ hãy đi trước nhìn một cái, lát nữa rồi trở về nghỉ tạm đi đi cô bản quay đầu xem còn tại trên giường triệu hành quyết định hảo hảo làm cái ngu ngốc hoàng đế phò mã cùng trẫm cùng vào triều tổng quản dùng sức lao đem hãng này chỉ sợ không ổn đi có gì không ổn trẫm ký chiêu phò mã này giang sơn tự nhiên có phò mã một nửa đi an bày cô bản bãi khởi hoàng đế cái giá ra vẻ không vui ngươi có phải là cảm thấy trẫm không xứng làm này vua của một nước muốn hay không trẫm đem long ỷ tặng cho ngươi tọa ân lão nô không dám tổng quản buông xuống đầu dư quan nhìn thấy cung nữ lấy xuống long trên giường hồng thấu bạch quyên khóe miệng rút trừ không nói chuyện rồi ít khi tô bản sơ tẩy sạch sẽ mặc vào long bào triệu hành cũng thay xong vừa đưa tới triều phục tô bản nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt sáng một cái chớp mắt rất nhanh che giấu trụ trong lòng lại âm thầm cảm thán chế phục mới là quá khứ tương lai không thay đổi vẫn xoái lợi khí. Mặc vào màu đỏ sậm minh chế triều phục triệu hành, quanh thân đều lộ ra tự phụ, có loại không giận tự uy khí thế. Hắn mặc đồ trắng y cũng tốt xem, tác phong nhanh nhẹn thanh lãnh tự giữ, khí chất cũng không như mặc vào triều phục như vậy trác tuyệt. Đi thôi. Tô Vãn Liễm đi kinh diễm, nâng lên cầm bước ra bước chân. Cho dù là nằm mơ, thân là hoàng đế nàng cũng không thể dễ dàng như vậy bị sắc đẹp sở mê trừ bỏ hắn mặt khác còn có năm Mỹ Nam đâu, cũng không biết này cảnh trong mơ khi nào kết thúc, nghe Mỹ Nam đạn đạn từ khúc xem bọn hắn khiêu vũ tổng đi đi. Đi ra rất sơ điện, kiệu liễn đã ở bên ngoài chờ đợi. Cô bản thải tiểu thái dám trên lưng kiệu liễn, dư quan nhìn về phía triệu hành. Đứng dưới ánh mặt trời triệu hành, mơ hồ có loại làm cho người ta không dám tiếp độc cao quý khí chất, luôn cảm thấy không quá như là thị lan con. Cũng có khả năng là nàng không kiến thức, ở thế giới này sinh hoạt một năm, nàng tổng cộng cũng chưa thấy qua mấy nam nhân. Tô bản chuyển mở mắt, thân mình sau này nhất đổ loạn không hình tượng ngồi phịch ở kiệu liễn thượng, nâng tay sờ sờ cầm, cẩn thận nhớ lại nguyên trung về bắt cảnh chiến sự tương quan kịch tình. Luôn cảm thấy bắt cảnh chiến sự không thôi đã chết Trần Lương Phi Đích Huynh đơn giản như vậy, nàng xuyên thư thời gian quá dài, rất nhiều nội dung nhớ được không phải là như vậy rõ ràng. Đã quên cái gì đâu. Cô vãn dư quan quét về phía triệu hành, nháy mắt nghĩ tới, trận này chiến sự là nguyên nam nhị xuất trướng chăn đệm. Trong đầu nàng cái kia bình quân sống lâu sắp 30 tuổi ký ức, là nguyên nữ chính kiếp trước, sau này hết thảy đều cải biến. Ở Nguyên Trung, bắt cảnh chiến sự báo nguy, nguyên nữ chính nương bắt cảnh gửi thư, nhắc nhở nam chính quân lương khả năng sẽ ở giữa đường bị kiếp, đề nghị bọn họ đi một con đường khác tuyến. Nam chính cùng thái tử trước thời gian làm an bày đáng tiếc vận chuyển quân lương cùng lương thảo đội ngũ vận khí không tốt, vượt qua mùa mưa lại đi nhầm vào đầm lầy, quân lương, lương thảo cùng nhân mã toàn không có. Cuối cùng, này chiến thất bại thảm hại, Trần Lương Phi Đích Huynh chết trận xa trường còn đã đánh mất Tam Thành, trở thành thượng thư công kích thái tử nhược điểm, khiến cho thái tử cướp lấy binh quyền đường khó khăn trùng trùng. Bất quá nguyên nữ chính đề nghị con đường này tuyến, làm cho bọn họ thuận lợi tìm được một cái lánh đời thần y, cũng chính là nguyên bên trong nam nhị. Thần y bị thái tử yêu dân chi tâm đã động, rất nhanh theo hắn ám vệ trở về biện kinh. Sau này thần trị lành nguyên nữ chính bệnh thu nàng làm đồ đệ, cũng động tâm, thường xuyên cùng nữ chính cùng nhau miễn phí cấp dân chúng xem bệnh. Thái tử nhìn ra y khả cứu người cũng khả cứu quốc, âm thầm bỏ vốn quản khai y quán tạo phúc cho dân, còn an bày trong hoàng cung thái y các lượt đi học nghệ, cũng ở bên trong hoàng thành chữa bệnh từ thiện hành động này nhường bên trong hoàn thành xuất hiện mấy tháng nội không người bệnh tử kỳ tích. Tám nguyệt sau, Bắc Lương quốc nội lớn lớn nhỏ nhỏ thành trì đều mở y quán, này đó y quán cố định ở mỗi tháng rút ra 3 ngày thời gian chữa bệnh từ thiện, chỉ lấy dược tiền. Dân chúng thân thể khỏe mạnh trở nên trường thọ, tỷ lệ tử vong nhanh chóng rơi chậm lại tỷ lệ sinh đẻ tăng vọt, các loại dịch bệnh cũng từng bước giảm bớt, hơn nữa giảm miễn thuế phú chính sách ban phát, Bắc Lương quốc lực rõ ràng tăng lên nguyên nữ chính cũng bởi vậy thanh danh đại thịnh, thành Bắc Lương sống Bồ Tát. Đối mặt thừa nhận, nguyên nữ chính chút không tham công, đem thái tử bỏ vốn kiến y quán một chuyện nói ra, dân chúng cảm ơn rất nhiều đối thái tử thập phần ủng hộ. Này đó đều là nói sao? Tô Bản Đình chỉ suy nghĩ, nghĩ rằng một hồi đến văn đức điện, như thượng thư cùng thái sư đám người yêu cầu việc cùng nguyên trung nhất trí, bản thân nên thế nào đá bóng tài năng bảo trụ mạng nhỏ nàng ở trong giấc mộng này chính là cái con rối hoàng đế, nói cái gì thượng thư cùng thái sư đều sẽ phản đối, phỏng chừng chỉ có thể nói hô nói vượng. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy này cảnh trong mơ ở ánh xạ nguyên. Phân thần công phu, kiệu liễn đã ngừng đến văn đức điện tiền. Cô bản theo kiệu liễn cao thấp đi, chờ triệu hành cũng hạ kiệu liễn, dường như không có việc gì vương tay. Triệu hành cúi đầu nhìn nhìn đưa lại thủ, nhẹ nhàng nắm giữ. Hoàng thượng Giá Lâm. Đại Tổng quản chăm chú nhìn trong điện vài cái đại thần, cố ý cất cao âm điệu. Văn Đức Điện Lý Thượng Thư cùng Thái Sư cùng với Thừa Tướng đám người, không một quỳ xuống. Thực có ý tứ. Tô Bản nâng nâng mí mắt, dẫn triệu hành không nhanh không chậm đi vào, tươi cười nhợt nhạt, các vị ái khanh tự hồ không nghĩ trẫm tiếp tục làm người hoàng đế này. Nhìn thấy trẫm cũng không chịu quỳ cần gì phải đem trẫm phù thượng này vị trí, là sợ người nói các ngươi hiệp thiên tử lấy làm chư hầu, để tiếng xấu muôn đời sao. Một mặt hồn nhiên chỉ biết bị chết nhanh hơn. Xem cổ trang kịch học không xong trị quốc, nhưng là có thể học trị nhân. Trong điện yên tĩnh đi xuống, sau một lát có người quỳ xuống, đi theo những người khác cũng quỳ xuống, nhất tề hô to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm khả sống không được nhất vạn tuế, đều đứng lên đi. Tô Vãn mang theo triệu hành cùng nhau ngồi vào trên long ỷ hững hờ nhìn một vòng, lười nhác ra tiếng, hôm nay có hà chuyện quan trọng muốn tấu. Tổng cộng bốn lão thần, xem như là hai cái cho nhau nhằm vào phe phái, kỳ thực mục tiêu là nhất trí, không nhường nàng làm hoàng đế. Đến mức bọn họ muốn cho ai tới làm, chỉ sợ không thôi nàng kia còn ăn dương nải ấu đệ một người tuyển. Bắt cảnh chiến sự báo nguy, thỉnh bệ hạ tức khắc hạ chỉ lui binh phái ra sứ thần hòa đàm đứng ở bên trái đại thần ra tiếng. Lâm thượng thư này kế không ổn, lui binh ý nghĩa ta bắt lương nhận thua, bị chiếm nhất thành chẳng lẽ cũng muốn buông tay. Bên phải mập mạp mặt lộ vẻ không vui. Hàng thừa tướng như thế có dũng có mưu, không bằng bản thân nắm giữ ấn xoái đi đánh một trượng nhìn xem. Lâm thượng thư khí sai lệch trâu. Tô bản nhìn xem này nhìn xem cái kia, khóe môi dơ lên nhật nhạt độ công, ra tiếng đánh gãy bọn họ tranh cãi, có công phu cãi cọ, vì sao không công phu thương lượng ra thượng sách vậy mà thật sự cùng nguyên chống lại nam nữ chính ước hội bị chậm trễ chính là vì việc này thái tử không đồng ý lui binh ỷ vào đã tống xuất quân lương lương thảo hạ lệnh không được chiến bại cùng binh bộ thượng thư chính diện vừa thái tử vẫn là rất tuổi trẻ cùng loại này lão hồ ly giao tiếp hoặc cùng cá chạch giống nhau điện thượng lại lần nữa trở nên yên tĩnh Tô bản xem vài cái tức giận đến thổi râu trừng mắt lão nhân, trên mặt tươi cười khuếch đại, Lâm Ái Khanh đang ở binh bộ, phiêu kỵ đại tướng quân lại là Ái Khanh môn nhân, trẫm tin tưởng nuôi binh chính là thượng sách. Đã hàng Ái Khanh có không đồng ý với ý kiến, không bằng chiếc trung một chút. Bốn lão nhân đều xem nàng, ánh mắt cùng gặp quỷ giống nhau. Triệu Hành cũng nghiêng đầu xem nàng, mặt sắc đáy mắt hiện lên u quang lâm ái khanh phụ trách an bày nhân mã vận chuyển quân lương cùng lương thảo tiếp viện nhưng trấn thủ bắt cảnh tướng sĩ lại đánh một trượng đoạt không trở về bị chiếm thành trì liền lui binh hòa đàm Hàng ái khanh nếu là lo lắng lâm ái khanh xử trá tham ô quân lương lương thảo cũng khả phái người tùy đội hộ tống quân lương việc này liền như vậy định rồi tô quản tự tiếu phi tiếu hai vị ái khanh khả có ý kiến nàng hiện thế thường xuyên gặp được loại này cho nhau không phục đối tượng hợp tác tốt nhất biện pháp chính là đem bọn họ buộc ở cùng nhau, trăm sông đổ về một biển. Bọn họ đem nàng bước đi lại, hẳn là còn có nhất cổ thế lực là duy trì của nàng, chẳng qua trước mắt không ở điện thường. Này không ở điện người trên làm cho bọn họ có điều kiên kỵ, kể từ đó tình huống lại cùng đương triều thái tử giống nhau. Này cổ quái cảnh trong mơ, khả năng thật là ở ánh xạ nguyên thế giới, khả vì sao phải nàng đi vào giấc mộng. Nguyên nữ chính là trùng sinh nhân sĩ, không phải hẳn là là nàng đi vào giấc mộng sao? Tô Vãn không nghĩ ra. Thần không ý kiến. Hàng thừa tướng trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười, bệ hạ anh minh. Lâm thượng thư khóe miệng rút hạ, không vui hành lễ, lão thần cũng không ý kiến, bệ hạ anh minh. Tô Vãn hơi hơi có chút kinh ngạc, dơ dơ lên mi cười nói. Một khi đã như vậy, hai vị ái khanh còn có chuyện gì muốn tấu. Không lời nói trẫm hồi cung, hôm qua lâm thượng thư đưa tới vài vị thư đồng trẫm còn chưa có xem đủ cung đưa bệ hạ hàng thừa tướng trên mặt tươi cười khuếch đại lát sau thần cũng cấp bệ hạ đưa vài vị thư đồng tô vãn kém chút theo trên long ỷ tài đi ra ngoài này sẽ không tất trong cung đã có sáu cái cung đưa bệ hạ lâm thượng thư một mặt có lệ biểu cảm ánh mắt thật sâu xem triệu hành triệu hành mặt không biểu cảm đi theo tô bản một khối đứng lên chậm rãi đi xuống bậc thềm. Hai người đi ra văn đức điện, tô bản vẫy tay ý bảo tổng quản đi lại, đáy mắt lộ ra hứng thú cười, đem đêm qua vài cái thư đồng đều đưa ngự hoa viên, trẫm hảo hảo nhìn một cái. Ngu ngốc vô năng, chỉ biết ăn chơi đàn điếm quốc ức hoàng đế, nàng nhất định có thể làm hảo. Tác giả có chuyện muốn nói. Xin nhờ đại gia không cần tùy ý đánh phụ phân tích phân rất trọng yếu nếu là thật sự tình tiết thật đổ thật khuyên lui, tháng năm không có ý kiến, thúc giục càng đánh phụ phân. Thật sự không vui. Chương 7 07 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lão nô tuân chỉ Tổng quản cười hề hề đỡ nàng thượng kiệu liễn, lập tức phân phó đi xuống. Tô bản nghiêng đầu phiêu mắt triệu hành, thấy hắn còn là không có dư thừa phản ứng, không khỏi an lòng trong mộng nhân là không có tư tưởng bọn họ chỉ biết dựa theo cảnh trong mơ cấp thân phận nói chuyện làm việc mới vừa rồi ở điện thượng kia vài cái lão thần biểu cảm thật đúng chỗ ánh mắt lại không nhiều lắm biến hóa chính là bọn họ dòng họ cùng nguyên trung chuyên môn cùng thái tử đối nghịch muốn đỡ trì tứ hoàng tử thượng vị vài cái lão thần là giống nhau tô bản nhiệm không được lại nhìn nhìn triệu hành này cùng đương triều thái tử cùng tên Thị Lan công tử luôn luôn không ra tiếng, rốt cuộc là sẽ không nói, vẫn là cảm thấy nữ nhân chỉ xứng đãi ở phía sau trạch giúp chồng dạy con, không xứng làm cho hắn không lưng. Tô Vãn nghĩ vậy, khóe môi không tự chủ thượng kiều. Loại này của mộ phái tư duy còn rất có thú, như hắn biết được một cái khác thời không nữ tử đỉnh nửa bầu trời, năng lực cùng nam nhân tương xứng, sợ là muốn học máu tam thăng. Khởi kiêu đại tổng quản quan xuống tay Lý Phất Trần, trên mặt cười thành một đóa hoa, bệ hạ long thể thật sự không ngại. Muốn hay không thỉnh nữ y nhìn một cái. Không cần, trẩm long thể hảo thật sự. Tô Quảng Yên lặng trợn trừng mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Lão nô cái gì đều không muốn nói. Tổng quản nâng tay che miệng, thành thật câm miệng. Tô Quảng khóe miệng nhất viết, trầm mặt đi xuống. Nàng thiên phú dị bẩm không được sao, ra điểm huyết như thế nào, hiếm thấy nhiều quái. Ngự Hoa Viên tới gần hoàn thành cửa Nam, nhanh kề bên Hoàng hậu tẩm cung cùng phi tử cung điện, cũng không biết tổng quản thế nào an bày phía trước thư đồng. Đến Ngự Hoa Viên, đêm qua vài vị thư đồng chờ bên hồ hồi phong đình, người người đều thay đổi khác nhan sắc quần áo, hoặc nhìn tuổi trẻ tuấn Mỹ, phong lưu vô cùng. Tô bản theo kiệu liễn cao thấp đi, năm Mỹ nam nhất tề hành lễ, bệ hạ vạn phúc. Đều đứng lên đi. Cô Vãn khoát tay, chờ đại tổng quản chuẩn bị cho tốt ghế dựa đi vào ngồi xuống, tự tiếu phi tiếu, đều có cái gì tài nghệ muốn triển lãm cho trẫm xem. Vài cái Mỹ Nam đều tự ngồi xuống, trong đó một cái đêm còn mặc triều phục triệu hành bài trừ đi, hàm cười ra tiếng, bệ hạ tưởng nhìn cái gì tài nghệ. Ái khanh nhưng là ở khảo trẫm. Cô Vãn sau này nhất dựa vào, trên mặt tươi cười khuếch đại, nếu là trẫm nói, muốn nhìn ngực toái đại thạch, ái khanh cũng có thể đến không khí đột nhiên yên tĩnh. Tô Hoảng âm thầm quan sát bọn họ biểu cảm, càng thêm an tâm. Những người này ánh mắt thật trống rỗng, chẳng sợ vô pháp nhận nàng đưa ra yêu cầu, trên mặt biểu cảm phấn khích lộ ra, trong mắt lại là không có cảm xúc. Bọn họ đều là trong mộng nhân, sẽ không phản kháng không có tư tưởng, lại hội lấy lòng nàng hy vọng được đến sủng hạnh, của nàng trai lơ. Tô bản càng ngày càng có thể thể hội hoàng đế nạp phi tâm tính, nhiều như vậy mỹ nhân tùy tiện chọn, cái gì yêu hay không yêu tốn nhiều thần. Bệ hạ hôm nay tâm tình không sai. Tạ Lê Đình ra tiếng đánh vỡ trầm mặt, vi thần sẽ không ngực toái đại thạch, bất quá tân học nhất thủ từ khúc, bệ hạ có thể tưởng tượng nghe. Vẫn là Lê Đình biết trẫm chuẩn. Tô bản chậm rãi tọa thẳng đứng lên, khuyên thân đi qua đưa tay khơi màu của hắn trầm, tươi cười ngã ngớn, bộ dạng tốt như vậy xem, nhưng là tưởng thị tẩm. Triệu hành ghé mắt, mặt sắc đáy mắt hiện lên một chút sắc bén quang mang. Những người khác tắt mặt lộ vẻ mỉm cười, thần sắc bằng phẳng, phản phất người người đều biết bị đưa vào trong cung ý nghĩa cái gì. Như bệ hạ không ghét bỏ, vi thần đương nhiên nguyện ý. Tạ Lê Đình khóe môi mỉm cười, tuấn mỹ khuôn mặt ánh trên người hồng y, mơ hồ hơn vài phần ngượng ngùng chi ý, vi thần cái này vì bệ hạ đánh đàn. Đi thôi. Cô bản lại lùi ra sau, lười nhát lệch qua trong ghế dựa, khóe môi dừng không được dơ lên. Làm cái hôn quân quả nhiên tự tại hơn. Bệ hạ mệt mỏi đi, phi thần cho ngươi chủy chủy bả vai. Có người phản ứng đi lại, lập tức ân cần cấp tô quản đấm lưng. Những người khác cũng tranh tướng hầu hạ nàng, triệu hành ngạnh sinh sinh bị bài trừ đình ngoại, sắc mặt hắc trầm. Tô quản không quản hắn, hơi hiếp mắt hưởng thụ Mỹ Nam phục vụ. Đây mới là nàng ở trong mộng hẳn là biểu hiện ra ngoài bộ dáng, một cái bị thượng thư cùng thái sư mất quyền lực con rối, ngu ngốc vô năng, ăn chơi đàn điếm. Vừa rồi đổi thượng thư cùng thừa tướng dùng sức quá mạnh. Cầm tiếng vang lên, quay chung quanh ở tô bản bên người Mỹ Nam đều tự yên tĩnh đi xuống, tận lực không quấy rầy nàng nghe cầm. Tô bản ngước mắt, mặc một thân hồng y lâm hồ đánh đàn tạ Lê Đình, mặt mày như họa, khí chất xuất trần. Hắn cúi đầu thần sắc chuyên chú, thon dài sạch sẽ năm ngón tay như tu trúc giống như đẹp mắt, làm cho người ta dừng không được tưởng trở thành hắn thủ hạ cầm. Nguyên bên trong quân sư tạ Lê Đình tự hồ cũng thật thích đánh đàn. Hắn cùng sắp xuất trướng thần y nam nhị giống nhau, bị nguyên nữ chính thiện lương đại nghĩa, kiên cường phẩm tính, cùng ốm yếu xinh đẹp phong tư sở mê, vụng trộn thầm mến cả đời, cũng độc thân cả đời. Ngại cho thân phận của tự mình, hắn chưa bao giờ hướng nguyên nữ chính biểu lộ cõi lòng sau này, thái tử giết chết từ quý phi cháu gái, không khỏi trong triều lão thần lắm miệng, nguyên nữ chính chủ động đưa ra nàng đảm đương này thái tử phi. Tạ Lê Đình vì cam đoan nguyên nữ chính an toàn, mặc vào nữ trang bồi nguyên nữ chính vào cung mở cung đấu kịch tình. Tô Vãn Đình chỉ suy nghĩ nâng nâng mí mắt, tiếp nhận người khác đưa tới nước trà nhấp một ngụm, vũ phát khẳng định này cảnh trong mơ ánh xạ là nguyên, cũng chính là nàng cuộc sống hiện thực. Tạ Lê Đình cùng nguyên bên trong quân sư chống lại, khi triệu hành đâu tô quản nghiêng đầu nhìn lại hắn đứng ở đình ngoại toàn thân như là treo sương trên mặt rõ ràng viết bốn chữ khinh thường làm bạn nguyên bên trong thái tử triệu hành tuy có thô bạo một mặt nhưng này chút đều là làm cấp thượng thư cùng thái sư xem ngụy trang hắn tâm cơ thâm trầm phúc hắc mà cường đại tính tình mặc dù phục hồi dị thường cẩn thận chỉ phải rời khỏi biện kinh liền sẽ tiện đường thăm viếng danh y hy vọng có thể trị hảo hai vị hoàng huynh cùng trong mộng vị này hoàn toàn bất đồng. Đúng rồi. Nguyên Trung viết quá, Thái tử Triệu Hành ở hai năm trước bị bỏng, trên lưng có bỏng sau lưu lại khủng bố vết sẹo. Mới vừa rồi, nàng cấp trong mộng vị này cởi áo khi, phía sau lưng trơn bóng trắng nõn không có vết sẹo. Trên thực tế, trận này hỏa là từ quý phi bút tích, bị đương trường bắt lấy nhân cũng là Trần Lương Phi, cao tông hoàng đế tức giận đến đương trường hàng của nàng vị phân biếm lãnh cung nếu không phải xem nàng đích huynh mặt mũi, kém chút sẽ giết nàng. Đoạn này kịch tình ở thần y nam nhị đến biện kinh sau, cấp thái tử điều chế khư sẹo thuốc gián khi mới đề cập, nhưng mà Trần Lương Phi đã chết. Nói cách khác, nàng ở trong mộng thân phận đối ứng nhân chính là thái tử triệu hành. Lần đầu tiên mơ thấy này cảnh trong mơ là ở cao tông hoàng đế bệnh nặng đêm đó, thái tử cũng là đêm đó bắt đầu giám quốc. Cho nên trước mắt này đó một cái tái một cái đẹp mắt xoái khí trai lơ kỳ thực đều là rất trong tử cung thị thiếp nàng bên người cái kia chân chó đầu tường thảo thái giám là thái tử bên người đại tổng quản tôn lai phúc trách không được đông cung nữ nhân sát vô cùng tổng quản e ngại lâm thượng thư so e ngại nàng càng sâu tô quản nghĩ vậy lại đã hiểu đây là cái làm cho nàng quá chừng làm hoàng đế nghiện trên thực tế không thí dùng nàng tùy tiện thế nào làm đều sẽ không tử cảnh trong mơ. Ở đẳng cấp xâm nghiêm trong hoàng cung, nàng một cái lãnh cung cung nữ, liền tính mơ thấy thượng thư cùng thái sư muốn giết thái tử cũng không pháp đi mật báo A, nói không chừng nàng vừa đến đông ngoài cửa cung, thị vệ liền một kiếm trạc tử nàng. Phát cái gì thần kinh, thái tử là cái gì A miêu A cẩu đều có thể gặp sao? Bệ hạ có thể có thoải mái một ít. Nam nhân nói nói đồng thời chuyển hạ vị trí, ngăn trở của nàng tầm mắt tô bản thu ánh mắt ngước mắt lạnh lùng ra tiếng, người tới đứng ở cách đó không xa thị vệ nghe tiếng mà động nhanh chóng vọt vào trong đình xa xăm trống trải du dương tiếng đàn cũng im bặt đình chỉ dẫn đi giam cầm một tháng sao chép, phu cương, một ngàn lần tô bản đứng lên hơi hơi nâng lên cầm nhìn về phía tạ lê đình hờ hững ra tiếng lê đình theo trẫm hồi rất sơ điện những người khác giải tán Người nào như thế lớn mật, dám chọc bệ hạ tức giận. Tổng quản vọt tới Tô quản bên người, cùng đốt pháo đốt dường như, kéo xuống chém. Ngươi là hoàng đế vẫn là trẫm là hoàng đế. Trẫm mới vừa rồi nói gì đó không nghe thấy. Tô quản chăm chú nhìn tổng quản, nhấc chân đi ra hồi phong đình tự cố nắm lên triệu hành cổ tay, bồi trẫm đi trở về. Tổng quản hoảng quỳ xuống, điệt thanh nhận sai, lão nô đi quá giới hạn, lão nô đáng chết, lão nô tuân chỉ. Thắng nhất quỳ, những người khác cũng lần lượt quỳ xuống, cung đưa bệ hạ. Tô bản đầu cũng chưa hồi một chút, thủ sẵn triệu hành thủ khóe môi dơ lên. Hôn quân thật tốt làm. Xuyên thấu qua việc này, nàng lại một lần đã hiểu. Thái tử đông cung thị thiếp giữa, có hai người là không thể giết. Dựa theo trong mộng kịch tình, sáu cá nhân giữa trọng yếu nhất là triệu hành cùng tạ Lê Đình, những người khác là tới cho đủ số. Lần trước cảnh trong mơ bên trong, nàng muốn giết triệu hành khi tổng quản nói sát không được trước mắt vị này hắn lại dám đi quá giới hạn hạ lệnh giết người làm mộng mà thôi nàng một cái hôn quân còn muốn giảng mưu lược có mệt hay không a à. câu bản viết hạ miệng dư quan đảo qua đi gặp tạ lê đình còn tại thu cầm dứt khoát lôi kéo triệu hành dừng lại ngưỡng mặt nhìn hắn phò mã nhưng là sẽ không nói triệu hành cúi mâu xem nàng mâu trung không thấy bất cứ cái gì cảm xúc nhẹ nhàng gật đầu cô bản chớp mắt cầm lấy của hắn tay trái cúi đầu nhìn về phía bị nàng sử dụng kiếm cắt sau luôn luôn không băng bó miệng vết thương xuất kỳ bất ý thân đi lên vậy tốt nhất trẫm tâm tình hảo tạm thời sẽ không giết ngươi hắn nói sẽ không liền không thể nào loại này nói dối vạch trần liền không có ý tứ a cũng coi như vợ chồng tình thú triệu hành đem nàng đổi tới đổi lui biểu cảm thu vào đáy mắt giấu đi đáy mắt sẵn giọng sáng rọi bệ hạ thứ tội Tạ Lê Đình lưng cầm vượt qua đến, Tuấn Mỹ khuôn mặt nhiễm lên bạc hồng, chần chờ hỏi, bệ hạ vì sao tức giận. Triệu hành nghiêng đầu nhìn nhìn tô ản, rất nhanh dời mắt đi. Hắn chống đỡ trẫm xem phò mã. Tô ản bản khởi mặt, nỗ lực biểu hiện ra muốn sủng hạnh mỹ nhân, kết quả có người tranh giành tình nhân mà bị chọc giận hôn quân, trẫm nải vua của một nước, muốn nhìn ai liền xem ai, hắn một cái thư đồng cũng dám ngăn cản, sao chép, phu cương, là kinh. Lê Đình ngươi chớ để học. Vi thần minh bạch. Tại Lê Đình nhìn nhìn triệu hành, không nói chuyện rồi. Triệu hành thần sắc như thường. Trở lại rất sơ điện, đại tổng quản cái kia chân chó chật theo đi lên, lộ ra một mặt lấy lòng cười. Tô vãn liếc nhìn hắn một cái, cố ý giận tái mặt, lại an bày cái gì. Không có, bệ hạ không phân phó lão nô không dám thiện tác chủ trương. Đại tổng quản trên mặt tươi cười có chút khô ngươi thiện tác chủ trương chuyện còn thiếu. Tô Hoãn nghẹn hắn một câu, thủ sẵn triệu hành cổ tay bước vào cửa điện. Vào nội viện phòng khách, ngọ thiện đã đưa lên đến. Tô Hoãn dùng sức hút hấp hương khí, nội tâm rơi lệ đầy mặt. Vì sao muốn ở trong mộng nhìn đến nhiều như vậy thịt cá? Nàng đều một năm không thoải mái ăn qua thịt A, này quả thực là khổ hình được chứ. Tôn Lai Phúc Nàng quay đầu xem đại tổng quản, cắn răng ra tiếng, đem món ăn mặn đều triệt hạ đi, trẫm muốn ăn tố. Trong mộng lại ăn không đủ no, không bỏ chạy tỉnh lại hội đói điên. Lão nô cái này sai người triệt hạ đi. Tôn Lai Phúc trên mặt tươi cười cứng đờ, khẩn trương lau mồ hôi. Cung nữ bỏ chạy món ăn mặn, tô bản nhìn chầm chầm trên bàn thừa lại hai điệp thức ăn chay, sinh sôi đói tỉnh lại. Trời còn chưa sáng, trong phòng tối như mực một mảnh. Nàng dãy dụa đứng lên cầm hỏa chiếc tử đốt đăng, phủ thêm ngoại sam đi phòng bếp, xuất ra đã lãnh điệu bánh bao căm giận cắn một nguồn. Còn có một năm, nàng nhất định phải rời đi này phá địa phương. Ăn xong bánh bao sắc trời cũng dần dần biến lượng. Tô bản ngáp một cái, cấp bản thân cổ khuyến khích banh một trương mặt đi làm bài tập thể dục. Vì mà không ngấy thủy tinh giò, tươi mới thịt gà, thơm ngào ngạt tô thịt lần lượt hiện lên trong óc, cuối cùng một tổ động tác làm xong, tô bản cảm thấy bản thân càng đói bụng, ăn một con trâu cũng không có vấn đề gì lớn mật nô tài ngươi đem hoàng thượng tàn người nào vậy trần lương phi quỷ mị thông thường tiếng nói theo phía sau truyền đến cô bản sợ tới mức nhất giật mình vỗ vỗ ngực xoay người ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nàng xem cố ý chiến tiếng nói nói lương phi nương nương bệ hạ ở gọi ngươi đấy mau mau trở về đi lại không quay về bệ hạ liền muốn đi từ quý phi trong cung nàng thế nào lại đến hậu viện mỗi ngày cùng nàng diễn trò rất mệt được không được. Trần Lương Phi hung hăng nghẹn hạ, trên mặt hiện lên kích động thần sắc, tưởng thật. Tưởng thật. Tô bản chiến lợi hại hơn, nương nương, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận bệ hạ, mau đi đi. Trần Lương Phi cắn chặt răng, không lắm tình nguyện quay đầu chạy đi. Nàng không trực tiếp hồi ốc mà là đi phía trước viện đi. Lý Thuận ba ngày không có truyền tin đi lại, không biết đông cung bên kia là bận quá, vẫn là ra khác biến cố. Vào tiền viện, bên tai bỗng nhiên nghe được một tiếng quen thuộc điểu kêu, đổ quyên. Là rất sơ điện người đến. Trần Lương Phi ánh mắt sáng lên đến, nhắc tới làng váy hướng cung tường hạ cái kia cái động khẩu bôn đi qua. Chương 8 08 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sách trời đêm minh không rõ, Trần Lương Phi đến chân tường phía dưới, bất chấp bẩn, tim gầy thân mình phục đi xuống, Long khởi chân gà thông thường hai tay phóng tới bên miệng nhỏ giọng đáp lại, Đỗ Quyên. Đỗ Quyên. Ngoài tường nhân trở về nàng một tiếng, đi theo bên tai truyền đến tất tất tốt tốt động tỉnh. Trần Lương Phi trừng lớn vô thần đôi mắt, chờ gạch tắt tiếng vào vội vàng cầm lấy, lấy xuống cột vào gạch thượng tờ giấy, chắc gao nắm chặt nhập lòng bàn tay nghẹn ngào đáp lại. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Rất sơ điện có của nàng nhân cũng có từ quý phi nhân không khỏi hoàng đế phát hiện, nàng bị biếm lãnh cung sau, mỗi tháng cùng rất sơ điện liên hệ một lần tin tức, lấy đổ quyên biểu tiếng kêu vì tín hiệu. nàng kêu ba lần, tỏ vẻ vô sự phát sinh. đổ quyên, đổ quyên. đối phương trở về hai tiếng, một lát sau liền nghe được tiếng bước chân rời đi động tĩnh. trần lương phi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu cẩn thận nhìn một vòng bốn phía, không thấy tô bản cùng đi lại, vỗ nhẹ nhẹ hạ ngực, nắm chặt tờ giấy vội vàng trở về phòng đóng cửa lại, Trần Lương Phi khẩn cấp triển khai tờ giấy, xem bãi trên trang giấy nội dung, nguyên liền tái nhật sắc mặt đột nhiên bụi bại đi xuống. Hoàng đế tỉnh lại sau, ở hai khắc chung tiền đột nhiên triệu kiến thái tử, còn thông tri lễ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư cùng thái sư đi trước rất sơ điện. Cho nàng truyền lại tin tức thái giám, ngày thường phụ trách quản lý rất sơ điện việc vặt vảnh, hắn cũng không nắm chắc được là muốn thương lượng quốc sự vẫn là chuẩn bị phong hậu. Chỉ nói, Thái y viện vài cái y thuật tinh thấu ngự y đã ở, tình huống sợ là không được tốt. Trần Lương Phi ngã ngồi đến trong ghế dựa, hoảng hốt cười ra tiếng. Hắn làm sao có thể tử đâu? Nàng còn chưa có đem từ quý phi kia đầu heo kéo xuống dưới, hắn làm sao có thể tử đâu? Nàng giả ngây giả dại hai năm, mắt thấy liền phải rời khỏi này âm trầm lãnh cung, vì sao không đợi đợi nàng? Trần Lương Phi cười cười, nước mắt trượt xuống, làm ướt trong tay tờ giấy vào cung 12 năm, đến cùng A. Nàng 14 tuổi vào cung, này thật sâu cung tường, chống đỡ bên ngoài thế giới, cũng chắn đi nàng tốt nhất thì giờ. Mấy năm nay, nàng nỗ lực kinh doanh tranh thủ thịnh sủng, cuối cùng lại lạc như thế kết cục, hắn đáp ứng muốn vì nàng lưu di chiếu, sợ là cũng thành công giả tràng. Trần Lương Phi chết lặng đứng lên, du hồn thông thường đổ tiếng trong giường lên tiếng khóc lớn. Bị biến lãnh cung thời điểm nàng không khóc, bị từ quý phi tha ma nàng cũng không khóc, nàng biết bản thân sống sót. Chỉ có còn sống tài năng rửa sạch chịu tội, còn sống tài năng nhìn đến từ quý phi khóc. Hai năm, nàng thật vất vả có rời đi hy vọng, hắn làm sao có thể vào lúc này tử đâu. Cực kỳ bi thương tiếng khóc, thừa sáng sớm phong phiêu về phía sau viện. Cô bản vảnh tai nghe xong một trận, nhìn nhìn lòng bếp lý hỏa, lau sạch sẽ tay nâng thân đi ra ngoài. Đây là bị cái gì kích thích? mới yên tĩnh ba ngày liền lại muốn nháo sao. Tô Bản một hơi chạy đến Trần Lương Phi nằm ngoài cửa phòng, dừng lại xuyển quân hô hấp đẩy cửa ra đi vào, Lương Phi nương nương. Nàng gặp qua Trần Lương Phi các loại cười bộ dáng, gặp qua Trần Lương Phi khuya khoắt quan chân ở dưới ánh trăng khiêu vũ, gặp qua nàng sáng sớm ở trong sân hát khí khúc. Chỉ có không thấy nàng khóc quá, còn khóc như thế tình chân ý thiết tê thanh kiệt lực. Này trong thâm cung nữ nhân, người người đều đáng thương nàng coi như tốt, ít nhất cũng từng cẩm y ngọc thực phong cảnh vô hạn. này bị từ thái sư cùng lâm thượng thư đưa đi đông cung thị thiếp, ngay cả bản thân muốn làm cái gì cũng không biết, thái tử thân cũng chưa có thể gần, tuổi còn trẻ liền uổng mạng. các nàng ở trong nhà, cái nào không phải là bị cha mẹ như châu như bảo yêu thương? trong phòng tiếng khóc chưa ngừng, cô bản đi đến bên giường, cúi mồm xem trên giường cuộn mình thành một đoàn trần lương phi, lại ra tiếng, lương phi nương nương. Trần Lương Phi nếu là đã chết, bản thân cũng sẽ bị liên lụy, chẳng sợ nàng chỉ là cái bị biếm lãnh cung phi tử. Bản thân mau chóng nghĩ biện pháp tìm ra lộ, sớm rời đi lãnh cung. Này thật sự kiên không được. Cút đi. Trần Lương Phi rống lên một câu, tiếp tục lên tiếng khóc lớn. Nô tỳ cái này cút. Tô bản thấy nàng còn có khí lực trống bản thân, an tâm lui về phía sau hai bước, quay đầu ra của nàng phòng ngủ thuận tay đóng cửa lại đánh giá lại là khác cung tặng tin tức đi lại, nàng không chịu nổi kích thích mới khóc. Trừ bỏ từ quý phi phong hậu, không chuyện khác đáng giá nàng như thế thương tâm đi. Cô bản cân nhắc một trận, trở lại hậu viện giá khởi cây thang đi đến cung trên tường đứng lên, trướng cổ lên hướng nghi xuân cung bên kia xem. Trong viện không ai đi lại, hướng thiên này canh giờ nghi xuân cung bên kia nên lên đều nổi lên, trong viện bất chợt có cung nữ trải qua. Hôm nay tự hồ rất yên tĩnh điểm, ngay cả cái kia mỗi ngày bị phạt quét rác cung nữ cũng không thấy bóng dáng. Tô bản nhìn hội, theo cung trên tường đi xuống, mơ hồ đoán được một loại khả năng, Cao Tông Hoàng đế động phong hậu ý niệm. Ở Nguyên Trung, Cao Tông Hoàng đế bệnh nặng sau không vài ngày đã nghỉ phong hậu, còn triệu tập lễ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư cùng từ Thái Sư Hàng Thừa Tướng chờ đại thần thương nghị, Thái tử giống như cũng có mặt. Trần Lương Phi như là vì chuyện này khóc, còn rất bình thường nàng có bao nhiêu hận từ quý phi toàn bộ hậu cung cái nào không biết bất quá nàng suy nghĩ nhiều quá ở nguyên trung thái tử vẫn chưa nhường cao tông hoàng đế phong từ quý phi làm hậu bản thân sở dĩ rõ ràng nhớ được này kịch tình là vì nguyên nữ chính làm bộ hôn mê tỉnh lại sau lần đầu tiên tiến cung chuẩn xác mà nói là tiếng đông cung bất quá nguyên nữ chính không phải là một người vào cung mà là cùng nam chính cùng nhau hành động này ký làm hậu kỳ cung đấu kịch tình mai phục phục bút lại giúp nam chính che giấu thân phận cùng thái tử thương nghị vận chuyển quân lương cùng lương thảo tiếp viện bắt cảnh một chuyện bởi vì tiếp qua ba ngày bắt cảnh tình hình chiến đấu liền đưa đến biện kinh cô bản lắc đầu đi phòng bếp đem cháo hầm hảo thả so bình thường nhiều gấp đôi thịt mạc lại chưng bốn bánh bao lấy ra bản thân im chế dưa muối buồn bực khai ăn ở trong mộng làm hoàng đế có cái rắm dùng trong hiện thực thịt đều ăn không dậy nổi. Ăn xong thu thập sạch sẽ, nàng tặng một phần đi Trần Lương Phi trong phòng. Trần Lương Phi khóc mệt mỏi lại ngủ đi qua. Tô bản không lưng cho nàng cái chăn, lưu ý đến nàng nắm chặt ở trong tay tờ giấy, mâu ánh sáng loe lóe giả trang chính mình cái gì cũng không thấy, yên tĩnh lui ra ngoài. Quả nhiên bị nàng cấp đoán trúng. Cao Tông Hoàng đế muốn phong hậu, hậu cung sợ là lại muốn có một hồi tinh phong huyết vũ đứng mũi chịu sào chính là Trần Lương Phi, có người cho nàng đưa lời nhắn lại bình thường bất quá. Dù sao nàng đã từng là trừ bỏ từ quý phi ngoại, tối được sủng ái một cái phi tử. Không sinh hạ nhất nhi bán nữ, cũng không ảnh hưởng nàng địa vị. Tô Bản cân nhắc một trận, trở lại hậu viện thu thập một phen, sủy thượng bạc trộm đạo rời đi thanh ninh cung đi ngự thiện phòng. Nàng không thể làm chờ, chủ động tìm người hỗ trợ nguyên chủ phía trước là ngự thiện phòng thô sử cung nữ, cùng nàng cùng vào cung trừ bỏ cung nữ ngoại còn có mấy cái nhà bếp tiểu tiểu nhị, bọn họ mỗi ngày đều muốn xuất cung chọn mua. Nàng trước tiên cần phải đem nguyên chủ đệ đệ cùng nải nải tìm được, lại tìm cách nhường lương thuộc phi hỗ trợ an bày, đem bản thân đuổi về ngự thiện phòng. Tô bản đến ngự thiện phòng cửa sau ngoại, né qua thị vệ vụn trộn lưu đi vào, thẳng hướng phòng bếp bên kia đi. Tô bản nam nhân kinh ngạc tiếng nói xỏ lỗ tai mà qua tô bản nghiêng đầu nhận ra hắn là cùng bản thân một khối tiếng cung đầu bếp tần tiểu bảo ánh mắt sáng lên đến bước nhanh đi qua tần đại ca ngươi còn tốt lắm tần tiểu bảo đánh giá nàng một trận không đợi nàng ra tiếng bản thân trước nở nụ cười thoạt nhìn tốt lắm thế nào bỗng nhiên đi lại ta gần nhất mơ thấy nải nải cùng đệ đệ tưởng cho bọn hắn sao lời nhắn Tô bản cuối đầu giả bộ thương tâm khổ sở, trong tiếng nói cũng nhiều một tia giọng mũi, vào cung mau 10 năm, cũng không biết bọn họ hay không mạnh khỏe. Tần Tiểu Bảo cùng nguyên chủ không riêng gì cùng nhau vào cung, chưa đi đến cung phía trước liền nhận thức. Hắn nếu là chịu hỗ trợ, tìm đứng lên nhanh hơn. Phía trước này năm, nguyên chủ lo lắng chính mình hội bởi vì bộ dạng mà tử ở trong cung, thủy chung không dám cùng đệ đệ cùng nãi nãi liên hệ cũng không dám cùng ngự thiện phòng những người khác lui tới thân thiết, trừ bỏ làm việc cũng rất ít cùng cung nữ nói chuyện, phi thường không hợp đàn. bất quá như vậy cũng có lợi, không có phiền toái tìm tới cửa. nếu không phải bị bắt đi thanh ninh cung, nguyên chủ sẽ không chết, nói không chừng tiếp qua một năm có thể an ổn ra cung. đừng khóc a, à, ta ngày mai tùy sư phụ đi ra ngoài chọn mua liền giúp ngươi hỏi thăm. tần tiểu bảo gò má phím hồng, tiếng nói cũng đi theo thấp kém đi. Ta lập tức liền muốn xuất cung, tìm được nhân sẽ giúp ngươi chiếu cố bọn họ." Tô Bản bộ dáng bộ dạng hảo, làm việc lại nhanh nhẹn, hắn vừa mới tiến cung liền thích nàng. Nguyên nghĩ 10 năm sau có thể cùng xuất cung, ai biết Tô Bản sẽ bị điều đi, đi vẫn là tất cả mọi người không thể dựa vào gần lãnh cung. Hắn chỉ là ngự thiện phòng đầu bếp, bình thường không được tùy ý rời đi ngự thiện phòng, muốn tìm nhân cho nàng truyền lời nhắn, nghe nói nàng ở lãnh cung không một cái chịu hỗ trợ đa tạ tần đại ca, ta hai ngày sau lại qua. Tô Bản áp chế kích động, lấy ra mấy khối bạc vụn nhét vào trong tay hắn, quay đầu chạy ra ngoài. Làm như vậy không được. Tần Tiểu Bảo đuổi theo, lại không dám phát ra quá lớn động tĩnh, chờ hắn ra cửa sau kia còn có Tô Bản bóng dáng. Hắn thở dài, nắm chặt bạc vụn đi trở về. Kỳ thực, Tô Bản đệ đệ cùng nãi nãi, hắn đã sớm tìm được, còn âm thầm tiếp tế bọn họ rất nhiều năm. Bọn họ hiện tại không họ tô, chính là có tâm đi tìm, cũng tìm không thấy. Tô bản trở lại thanh ninh cung, Trần Lương Phi còn chưa ngủ tỉnh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, trở về phòng tiếp tục nghiên cứu ngọc chất lan tâm tân phối phương. Đảo mắt lại qua hai ngày, tân ngọc chất lan tâm điều phối xuất ra, luôn luôn quạng cua ẻ thanh ninh cung cũng tới rồi khách nhân, Trần Lương Phi đối thủ một mất một còn, từ Quý Phi. Quý Phi nương nương vạn phúc tô quảng quy của hành lễ. Trần Lương Phi bị hai cái cung nữ áp, cũng quỳ trên mặt đất. Tóc tai bù xù bộ dáng, cực kỳ giống lấy mạng lệ quỷ. Nếu là lại đến một thân hồng y, liền càng giống. Từ quý phi dương mắt xem tô ản, che giấu không được lão thái khuôn mặt hiện lên đạm cười, đi xuống đi. Này thanh ninh cung cung nữ so nàng lần trước khi đến, xem lại dễ nhìn chút. Đáng tiếc hoàng đế bệnh nặng, bằng không còn có thể muốn đi qua đưa cho hoàng đế làm lễ vật. Như vậy xinh xắn xinh đẹp cung nữ, hoàng đế định sẽ thích, tuổi lớn hơn một chút cũng không ngại. Từ quý phi thu ánh mắt, như có đâm chiêu. Hoàng đế không còn dùng được, không phải còn có một cái thái tử sao. Cháu gái tuy rằng thắng được, nhưng danh phận chưa định. Này hai ngày, công bộ thị lan chi nữ cũng vào cung, còn đi theo thái tử bồi lương thục phi đi phúc an tự vì hoàng đế cầu phúc lòng của nàng thật sự là bất an. Vạn nhất thái tử là cái cứng rắn ra, không sợ phụ thân đại nhân thế lực đem hàng thừa tướng chi nữ lập vì chính phi, lập công bộ thị lan chi nữ vì trắc phi, bọn họ phải như thế nào tham tri đông cung tin tức. Nàng đưa đi đông cung cung nữ thị thiếp, bị thái tử giết được không dư thừa vài cái. Tô bản bộ dạng không thua thừa tướng chi nữ, lại là theo trong lãnh cung đi qua, nghĩ đến thái tử hẳn là không hội hoài nghi đến bản thân trên đầu bất quá, dùng nàng phía trước tìm cách làm cho nàng nghe lời. Từ quý phi khẽ cười một tiếng, ngước mắt xem điên điên khùng khùng trần lương phi, tiếng nói sung sướng, tỷ tỷ, muội muội hôm nay đi lại là muốn chính miệng nói cho tỷ tỷ một cái tin tức tốt, hoàng thượng ít ngày nữa sẽ gặp hạ chiếu, phong ta làm hậu. Chương 9 Không chín bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Từ quý phi thanh âm không lớn, Bất quá Trần Lương Phi lại nghe cái rõ ràng. Đứng ở từ Quý phi bên người thái giám cười lạnh một tiếng, lắc lắc trong tay phất trần, đi qua đưa tay dùng sức Ninh khởi Trần Lương Phi lỗ tai, không vui quát lớn, lớn mật, Quý phi nương nương sắp phong hậu, còn không mau mau chúc mừng. Là muốn chúc mừng. Trần Lương Phi cười rộ lên, phản thủ chính là một bạc tai phiến đến kia thái giám trên mặt, ngươi là cái cái gì vậy, cũng dám thải đến bản cung trên đầu đến bản cung cũng là ngươi có thể thải sao. Nàng trang điên hai năm, loại này trường hợp nàng gặp qua không biết bao nhiêu hồi, đánh hắn đều là khinh Không biết sống chết cẩu nô tài, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Làm càng. Thái giám bị đánh mông, vừa rống hoàng trên mặt lại đã trúng một bạc tay không thể không nới tay, cả người tài đến trên đất. Từ quý phi nâng nâng mí mắt, không ngăn đón. Hoàng đế đáp ứng phong nàng làm hậu, chờ chiếu thư xuống dưới, bản thân chính là danh chính ngôn thuận lục cung đứng đầu. Chỉ cần bắt cảnh bên kia chiến bại, trần gia trưởng tử sợ là không có cách nào khác còn sống trở về, ban chết trần lương phi chẳng qua là hoàng đế một câu nói chuyện. Ngay cả thế nào bại đều không biết còn làm cái gì lương phi, xuẩn mà không tự biết. Thực cho rằng hoàng đế đối nàng dụng tâm. Thiên hạ này đều là nam nhân, nữ nhân chẳng qua là vật, thích thưởng thức vài cái không thích để lại góc xó ăn bụi có thể bị hoàng đế nhớ thương, người nào trong nhà không là có chút bản sự. Trần gia trưởng tử mang binh trấn thủ bắc cảnh nhiều năm, hai năm trước phòng thủ bị phá bất quá ba ngày, bản thân chỉ là ở đông cung thả đem hỏa đem này ngu xuẩn dẫn đi qua, hoàng đế không hỏi xanh đỏ đen trắng liền hàng của nàng vị phân, đem nàng biếm lãnh cung. Cái gì ân sủng, chẳng qua là vì lung lạc thần tử mà tận lực vì này. Từ quý phi ánh mắt lãnh xuống dưới, nghĩ đến hoàng đế hiện thời đối bản thân mọi cách ghét bỏ, liên tiếp dễu cực của nàng thắt lưng không bằng trần lương phi tế nhuyễn, nói nàng tao nhã không lại, tiếp qua vài năm tự thành tổ mẫu, trong lòng liền khá cảm giác khó chịu. Hoàng đế rốt cuộc là nam nhân, lại như thế nào tận lực hắn cũng sủng trần lương phi 10 năm, còn thường xuyên ngủ lại trần lương phi trong cung, như nói một điểm tình cảm đều vô, cũng không thể tin. Hắn đáp ứng phong bản thân làm hậu, chẳng qua là xem ở bảy nhi nữ phân thượng. Trước mắt bản thân thì giờ đã qua, lại sinh nhiều lắm đứa nhỏ, sau khác tần phi lão nhanh hơn. Chỉ sợ che sau cũng như trước hoàng hậu thông thường, suốt ngày canh giữ ở phượng nghi cung, trơ mắt xem tươi mới thủy linh tú nữ, nhất ra nhất ra trèo lên long giường lại bất lực, cuối cùng hậm hực mà chết. Cũng không biết hoàng đế lần này phát bệnh, còn có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Như hắn đi sớm, đại phụ thân đại nhân đem tứ hoàng tử phù thượng hoàng vị, bản thân đó là này trong cung thái hậu, địa vị củng cố. Trước mắt, nàng tìm vài cái đẹp mắt cung nữ, đi mê hoặc trụ thái tử mới là đứng đắn, tô quản liền bộ dạng không sai. Cha nào con nấy, nàng cũng không tin thái tử thật sự không gần sắc đẹp. Từ quý phi liễm suy nghĩ, cong lên khóe môi từ từ đứng lên, hảo tỷ tỷ, người ta trước sau hai tháng vào cung, ngươi không nghĩ tới sẽ là bản cung cười đến cuối cùng đi ngươi tiếp theo trang bản cung sẽ không cùng ngươi dứt lời nàng tay áo bào vung bước ra bước chân đi ra ngoài cẩu nô tài trần lương phi đứng lên bỗng nhiên quay đầu vọt vào trong hành làng gấp khúc nắm lên cái chổi trên mặt lộ ra làm cho người ta sợ hãi cười đánh chết ngươi cái cẩu nô tài đánh chết ngươi này yêu phụ ngăn lại nàng bảo hộ quý phi nương nương khi thái giám phát ra sắc nhọn tiếng hô, chật vật bò lên. Trần Lương Phi dùng sức nắm chặt trong tay cái chổi, đổ ập xuống hướng tới này thái giám cung nữ trên người đánh đi. Từ quý phi con này trư mơ tưởng phong hậu. Mãn viện thái giám cung nữ trốn đông trốn tây, chờ từ quý phi xuất môn thượng kiệu liễn, thế này mới ôm đầu chạy ra ngoài. Trần Lương Phi huy cái chổi, tiếp tục đuổi theo không khí đánh một trận, bỗng nhiên thất tiếng cười to đã đánh mất cái chổi trở về phòng. Cô bản tránh ở tiền viện thông hướng hậu viện nguyệt phía sau cửa, vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực khẩu. Từ quý phi hôm nay dễ dàng như vậy, hãy bỏ qua Trần Lương phi, sợ không phải ở đánh cái gì oai chủ ý. Nàng đợi một hồi mới đi quan thượng cửa cung, rón ra rón rén đi Trần Lương phi trong viện. Trần Lương phi lúc này đang hát diễn, tình ái giàu dạt. Già. Cô bản nghe xong hội, quay đầu hồi hậu viện. Hậu cung quả thực là hoàng đế cấp bản thân nữ nhân kiến tạo đất ngục này đó đáng thương nữ nhân bị vòng ở tường lý dùng sức hổ kháp, hoặc là điên dại hoặc là hương tiêu ngọc vẫn. Nàng không nghĩ điên cũng không muốn chết, vô luận như thế nào đều phải còn sống rời đi hoàng cung. Lấy bản thân hiện tại thân phận cùng nhân mạch, ngất đi ra ngoài căn bản không thể được, nàng không bàn tay vàng chỉ có mệnh một cái. Ngẫm lại là thật thảm. Từ quý phi đến náo loạn như vậy nhất tao sau, thanh ninh cung lại khôi phục dĩ vãng quạng cua ẻ, Trần Lương Phi mỗi ngày cứ theo lẽ thường hát khí khúc trang điên, như là căn bản không đem phong hậu một chuyện để ở trong lòng. Bình tĩnh này trải qua mau. Đến cùng Tần Tiểu Bảo ước tốt hôm nay buổi sáng, Tô Bản cùng thường ngày đúng hạn tỉnh lại, đánh ngáp lăn hai vòng, vu vạ trên giường ngẩn người. Nàng có bốn buổi tối không mơ thấy cái kia kỳ, kỳ quái cảnh trong mơ, xem ra nằm mơ chính là nằm mơ, cũng không thể giúp nàng rời đi thanh ninh cung, cũng không thể làm cho nàng trước thời gian bay ra này hoàng cung. Này hai ngày nàng chỉ lo điều phối hương liệu làm hương túi, đều không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Thanh ninh cung vị trí hẻo lánh lại là lãnh cung, trừ bỏ thường thường mới đến thu một lần đêm hương cung nhân, cùng mỗi ngày phái đưa thước diện cùng thiếu đáng thương thịt nội vụ phủ cung nhân, lại cũng không ai đến xuyến môn. Trần Lương Phi bị giam cầm, trừ bỏ từ quý phi sẽ tới tha ma nàng một trận, cái khác phi tử một cái cũng không dám đến. Mọi người đều không ngốc, không có từ quý phi bản sự, chạy tới cùng người điên phân cao thấp chưa chừng hội xảy ra chuyện gì. Tô bản tỉnh hội thần, đứng lên rửa mặt sạch sẽ, mang khẩu trang đi trần lương phi trong viện đem đêm hương thùng linh đến ngoài cửa cung. Khác cung là một ngày vừa thu lại, thanh ninh cung có khi ba ngày có khi năm ngày, có khi mười ngày. May mắn thanh ninh cung đủ đại, không thu đêm hương nàng liền linh đến khác viện mai đến dưới tàn cây, hoặc là đào hầm mai đứng lên, tận lực không thối đến bản thân cùng trần lương phi trần lương phi tuyệt đối không phải là tốt thủ trưởng nếu là ở hiện thế bản thân sớm đi ăn mán khác đâu còn có thể ở lại nàng bên người chịu tội tô bản phung xả giận hướng bên cạnh xê dịch tránh đi theo đêm hương trong thùng toát ra đến kia cổ mùi thu đêm hương cung nhân còn chưa có đi lại bên tai mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện nàng tả hữu nhìn nhìn phóng khinh bước chân tới gần đi qua nghe nói thái tử mang theo công bộ thượng thư quý phủ thiên kim bồi thục phi nương nương cùng đi phúc an tự vì hoàng thượng cầu phúc thái tử phi nhân tuyển sợ là phải đổi thế nào biến đều sẽ bị thái tử giết chết nghe thái y viện đệ tử nói thái tử bị hỏa thiêu thương sau kia gốc rễ liền không nghe lời việc này cũng không thể nói lung tung bất quá thái tử chỉ cần ở đông cung liền sát thị thiếp cùng cung nữ đêm qua theo phúc an tự trở về liền lại giết một cái chưa chừng là thật thượng thư cùng thái sư đưa đi qua thị thiếp một cái sau một cái đẹp mắt, đáng tiếc. Hắc hắc, còn không bằng đưa cho ta chơi đùa đâu, giết làm chi. Hạ lưu lại đáng kinh tiếng cười ở yên tĩnh cung tường hạ vang lên, rõ ràng truyền vào tô quảng truyền vào tai. Nàng lặng lẽ lui về phía sau, không phát ra một điểm động tĩnh lộn trở lại thanh ninh cung trước cửa. Thái tử triệu hành vậy mà không được. Nguyên trung về thái tử kịch tình không nhiều lắm, một năm này phần lớn đều là nguyên nữ chính ở nhà trạch đấu nội dung, đến kết cục khi thái tử đăng cơ vừa ba năm giống như hắn đăng cơ sau không thôi đại xá thiên hạ còn phân phát hậu cung tô bản cẩn thận hồi tưởng nguyên nội dung phát hiện trừ bỏ nguyên nữ chính ở thượng thư phủ trạch đấu ra thượng thư phủ liền bắt đầu nhường nam chính ghen kịch tình những người khác nàng liền nhớ được thần y nam nhị cùng tạ lê đình không khỏi đau đầu nàng là ở xem xong quyển sách này nửa năm sau bất ngờ tử xuyên vào trong sách lại qua một năm rất nhiều kịch tình đều không nhớ rõ, có nêu lên cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ tới. Bất quá có hay không như vậy kịch tình, bắt cảnh chiến báo từ lâu đưa đến biện kinh. Thái tử cố ý ở lúc này bên trong, cùng trước mặt hoàng hậu giao hảo lương thuộc phi đi phúc an tự cầu phúc, hẳn là ở lén an bày vận chuyển quân lương cùng lương thảo một chuyện. Cô bản chờ kia hai cái cung nhân đi lại, đổ xong rồi đem hương, mang theo một thùng trở lại hậu viện tẩy trừ một phen, đem thủy linh đi kêu món ăn đem sở hữu đồ ăn đều rót một lần, nàng rửa tay sạch sẽ cấp Trần Lương Phi làm tốt đồ ăn sáng đưa đi qua, tìm cơ hội vụn trộn chuồng ra thanh ninh cung đi hướng ngự thiện phòng. Tần Tiểu Bảo như là biết nàng nhất định sẽ xuất hiện, sớm chờ ở nơi cửa sau. Tần Đại Ca Tô Bản bên môi cong lên cười yếu ớt, tả hữu nhìn nhìn Tiểu chạy tới. Tìm, ngươi đệ đệ hiện thời ở một nhà hương liệu trong cửa hàng làm học đồ, nải nãy, nãy thân thể ôm bệnh nhẹ, chút thời gian trước đã mời đại phu trị liệu. Tần tiểu bảo một hơi đem nàng muốn biết chuyện nói xong, trên mặt hiện lên nhợt nhạt đỏ sậm, sang năm vào cung mãn 10 năm, ta liền muốn xuất sư. Chúc mừng ngươi a. À. Cô bản mặt mày công công, lại lấy ra mấy khối bạc vụn đưa qua đi, phiền toái tần đại ca giúp ta đem này đó bạc sao cấp nải nải, làm cho nàng nhất định phải đi xem bệnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được nguyên chủ nải nải cùng đệ đệ, cái này nàng có thể an tâm trù tính rời đi lãnh cung một chuyện. Nàng trước tiên cần phải rời đi lãnh cung, tránh cho hơn 2 tháng sau Trần Lương Phi bị ban chết liên lụy bản thân, mới có mệnh ra cung. Ra cung bạc tính thượng nguyên chủ lưu lại bộ phận, hiện thời đã có 200 nhiều hai, tiếp qua một năm bản thân nếu không phải bất tử, còn có thể có 100 nhiều hai vào sổ. Này đó bạc cũng đủ nàng mang theo nguyên chủ đệ đệ cùng nải nải, ở biện kinh sống yên phận chỉ trong nguyên chủ nải nải bệnh không nặng, thần y nam nhị còn có hơn 2 tháng mới đến biện kinh. Lại nhắc đến, nguyên chủ nải nải xem như rất dài thọ. Trong nhà làm hương liệu sinh ý đối dược lý cũng lược biết một hai, tiểu bệnh tiểu đau bản thân đi bắt dược cũng có thể đối phó đi qua, so tầm thường dân chúng muốn tốt chút. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa. Tần tiểu bảo ánh mắt tỏa sáng, ta toàn rất nhiều bạc, chờ sang năm ra cung liền bản thân khai cái quán rượu nhỏ, địa phương đều xem trọng tần đại ca nhất định có thể làm rất khá cô bản khen tặng một câu không lại nhiều đãi ta đi về trước miễn cho gặp phải phiền toái tần tiểu bảo há miệng thở dốc mặt càng đỏ hơn ngươi lần sau bao lâu đi lại ba ngày sau cô bản bỏ lại nói quay đầu bỏ chạy tần tiểu bảo hắc hắc nở nụ cười thanh cùng đi ra ngoài ánh mắt si ngốc xem thiếu nữ yểu điệu bóng lưng Hắn biết bản thân không xứng với cô bản hảo bộ dạng, nhưng là hắn có thể kiếm tiền dưỡng nàng, giúp nàng chiếu cố đệ đệ cùng nải nải, chỉ cần nàng không ghét bỏ đêm này mệnh cho nàng đều được. Cô bản một đường chạy trở về Thanh Ninh Cung, Trần Lương Phi không ở phía trước viện, nhưng là nghe được theo nàng trong viện truyền đến y y nha nha hát khí khúc thanh âm. Nàng nhẹ nhàng thở ra, bước chân nhẹ nhàng hồi hậu viện. Trần Lương Phi để yên, chỉ cần không thèm nghĩ nữa lập tức hội rơi đầu chuyện ngày nhưng là rất tự tại. Một ngày thời gian rất nhanh đi qua. Trời tối xuống dưới, tô bản đem làm tốt hương túi giấu đi, thu thập xong các loại công cụ cùng đã xử lý tốt hương liệu, nhấc lên nước ấm đi chăm sóc Trần Lương Phi rửa mặt chải đầu một phen, phản hồi hậu viện. Tiếp qua ba ngày chính là nàng đi bán hương túi ngày, đến lúc đó có thể xem xem Vĩnh Ninh cung cung nữ Vân Lam khẩu phong, như nàng thực ở lương thuộc phi bên người hầu hạ, bản thân hồi ngự thiện phòng một chuyện nói không chừng có thể thành. Liền tính không thành, đi chuồng hoặc là khác cái gì ngành cũng có thể, chỉ cần không đi chiếu cố phi tử cùng hoàng tử, một năm sau liền có cơ hội ra cung. Câu bản đánh nước ấm, bản thân cũng sơ tẩy sạch sẽ hồi ốc đóng cửa nằm xuống, rất nhanh ngủ đi qua. Bệ hạ. Nhưng là này đó món ăn bất hòa bệ hạ khẩu vị. Vi thần nhưng là hội chút trù nghệ, như bệ hạ không ghét bỏ ngày khác phi thần tự mình xuống bếp. Nam nhân tiếng nói ôn nhu trầm thấp, ẩn ẩn mang theo vài phần thẹn thùng ý tứ hàm xúc. Tô bản bị này thanh âm ầm ý tỉnh lại, phát hiện bản thân lại bắt đầu làm cái kia không có gì thí dùng là hoàng đế mộng, khóe miệng hung hăng rút hạ. Nàng tỉnh ngủ sau đã qua đi mấy ngày, ở trong mộng giống như bước đi thần một chút, cũng là thần kỳ. Thần kỳ nhất kỳ là, mỗi lần mơ thấy này cảnh trong mơ, Kịch tình đều sẽ hàm tiếp đến nàng lần trước tỉnh ngủ phía trước. Lê Đình hội xuống bếp, cô bản dơ dơ lên mi, khóe môi hiện lên nhạt nhẽo ý cười, kia trẫm khả muốn hảo hảo nếm thử ái khanh tay nghề. Nhận được bệ hạ ưu ái, chọn ngày không bằng đụng ngày, tối nay bữa tối nhường Vi Thần đến chuẩn bị như thế nào? Tại Lê Đình tươi cười nhợt nhạt, mày đẹp mắt như họa trung xuất ra quý công tử nhất một loại mê người. Cô bản quynh thân đi qua đưa tay xoa hắn kia trương càng xem càng khuôn mặt dễ nhìn, vừa lòng than thở, ái khanh vì sao bộ dạng tốt như vậy xem, trẫm có chút tâm động. Bệ hạ. Tạ Lê Đình Cương không dám động, nắm chiếc đũa thủ rõ ràng rung một cái, tuấn Mỹ khuôn mặt hiện lên đỏ sậm. tô bản bị của hắn phản ứng chọc cười, lại khuynh đi qua giả bộ muốn hôn hắn, ai biết triệu hành bỗng nhiên đưa tay đem nàng kéo về đi. Phò mã đây là làm chi? Tô Vãn quay đầu lại xem Triệu Hành, thầm giật mình. Đây là ghen tị. Hắn không phải không tiếc cho vì nàng này ngu ngốc nữ hoàng đế không lưng sao. Chương 10 10 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Triệu hành ánh mắt phát trầm, tuấn Mỹ vô trù khuôn mặt phản phất treo đầy sương tuyết, tay trái chụp nhanh cổ tay nàng không buông thai. Tô bản cùng hắn đối diện một lát, xuất kỳ bất ý khuynh thân đi qua, ở trên môi hắn hôn hạ, trong miệng tràn ra hàm hồ cười nhẹ, phò mã là ý tứ này sao hắn khẳng định không phải là ý tứ này nàng cố ý đây là lần thứ ba mơ thấy này cảnh trong mơ nàng có thể nhìn ra được tạ lê đình không có bất kỳ tư tưởng nhìn ra được những người khác cũng như thế chỉ có nhìn không thấu hắn hắn như là biết bản thân làm mộng hoặc như là không biết xem ánh mắt nàng cùng tạ lê đình không sai biệt lắm ngẫu nhiên lại thâm sâu trầm đáng sợ câu bản đợi hội kiến hắn không khác động tác cố ý khuyên thân làm bộ lại muốn thân hắn. Triệu hành tàn khởi mâu bên trong phức tạp cảm xúc, đưa tay đem trên bàn thức ăn chay chuyển đến nàng không coi vào đâu. Cô bản cúi đầu nhìn sang, đột nhiên cười, phò mã là muốn khuyên trẫm trước ăn cái gì. Triệu hành cúi mâu xem tiếng nàng đáy mắt, hơi hơi gật đầu. Cô bản lại nhìn nhìn ăn đã hơn một năm, ở trong mộng đều để cho mình đói tỉnh lại lục sắc rau dưa, dứt khoát thả chiếc đổ một tay chống má, tự tiếu phi tiếu xem hắn. Tạ Lê Đình là tiểu thái dương lời nói, hắn tuyệt đối là băng sơn, vẫn là đặc biệt hảo xem băng sơn. Hắn ngủ qua ngày thường vô cùng tốt, nếu là cặp kia mắt có tình tự, không thông báo mê đảo bao nhiêu không biết thiếu nữ. Tô bản nghĩ, duỗi tay tới, đầu ngón tay khơi màu của hắn cầm đoan trang một lát, trên mặt hiện lên trấn an cười, phò mã yên tâm, trẫm không làm này hoàng đế cũng vẫn là công chúa, phò mã chỉ có ngươi một người. Trai lơ lại có thể có rất nhiều hoàng đế cũng chỉ có một hoàng hậu nhưng còn có đẹp ba ngàn ở hậu cung lâm thượng thư đưa tới sáu cái thư đồng cho nàng hàng thừa tướng nhân còn không đưa vào cung đâu đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể hậu cung ba ngàn tất cả đều là mỹ nam không biết có tính không là xuyên thư sau nho nhỏ phúc lợi triệu huynh vì sao không ra tiếng tại lê đình cũng thả chiếc đũa quay đầu nhìn về phía triệu hành phò mã sẽ không nói Tô Bản thay Triệu Hành đáp, dừng ở Triệu Hành trên mặt thủ hoặc đi xuống, có một chút không một chút vuốt phẳng trên cổ hắn dâu tây ấn. Bị nàng cắn xuất ra vài cái dấu hôn, làm cho hắn thoạt nhìn hơn vài phần mê người gợi cảm, cấm dục lại lưu nhân. Thì ra là thế. Tạ Lê Đình ánh mắt ở Triệu Hành trên cổ định trụ, một lát sau nhàn nhạt chuyển khai, có thể là gần nhất bị thương, lại nhắc đến ta cùng với Triệu Huynh chính là có quen biết. Có quen biết. Tô Oản lại sờ soạn hạ triệu hành mặt, rút về thủ lười nhát ra tiếng, như thế rất tốt, trẫm bận về việc quốc sự thời điểm, hai người các ngươi nhưng là có thể làm bạn. Trong lịch sử đồng thời cưới thân tỷ muội hoàng đế đều có, nàng cũng hãy thu hai cái cho nhau nhận thức trai lơ, không tính gì. Hơn nữa đây là ở trong mộng, cũng không phải hiện thực. Vi thần minh bạch, ngày sau chắc chắn cùng phò mã hảo hảo ở chung. Tạ Lê Đình rủ mắt, thập phần biết đại thế bộ dáng. Đẹp mắt nam nhân lanh lợi thẹn thùng đứng lên, thực làm cho người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hung hăng đùa giỡn cái đủ. tô bản nhịn không được thủ ngứa, lại quynh thân đi qua sờ soạn hạ mặt hắn. Lê Đình, trẫm quả nhiên là càng ngày càng thích ngươi. Này không phải là lại nãy lại nghe nói nãy cậu sao? Nàng ở hiện thế chưa từng gặp qua, không nghĩ tới xuyên vào trong sách ngược lại có, tuy rằng chỉ là một hồi tỉnh lại sau sẽ không biết khi nào tiếp tục mộng nhưng mà muốn làm gì thì làm cảm giác thật sự thật thích vi thần tạ bệ hạ ưu ái tạ lê đình mặt lại đỏ lên một đôi mắt lượng đắc tượng là độ thượng một tầng quan tô bản vỗ vỗ bờ vai của hắn khóe môi nhếch lên vừa lòng độ công tọa thẳng trở về một lần nữa cầm lấy chiếc đũa tôn lai phúc ôm phất trần theo bên ngoài tiến vào bài trừ một mặt khô cằn cười bệ hạ mới vừa rồi bị phạt giam cầm sao chép phu cương dư công tử thác lão nô hỏi bệ hạ như thế nào phu cương bản triều không có phu cương sao cô bản phản hỏi một câu thả chiếc đũa tự cố đứng lên thủ bút chương đến lập tức liền có phỏng chừng vài thứ kia ăn vào miệng cũng không hương vị còn không bằng không ăn công lai phúc hắc hắc nở nụ cười thanh lập tức phân phó bên người tiểu thái dám đi lấy bút chương tạ lê đình nhìn nhìn triệu hành không ăn triệu hành hơi hơi nghiêng đầu mâu trung hiện lên một chút u quan ngồi không nhúc nhích bệ hạ vũ châu tri phủ ở ngoài cung cầu kiến xưng khởi công xây dựng thủy lợi ngân lượng công bộ chậm chạp không dưới bát vào mùa mưa cũng có lũ lụt Công lai phúc tiến đến tô bản bên người đưa tay phù nàng việc này quan hệ trọng đại lão nô nhất thời nóng vội liền giúp đỡ hỏi một chút thái sư hòa thượng thư thừa tướng bọn họ nói như thế nào việc này không phải là nên bọn họ giải quyết sao Tô bản tức giận, trẫm không hiểu quốc sự, bọn họ cũng không hiểu sao. Nàng một cái bị trên kệ ngôi vị hoàng đế hôn quân, quản cái gì khởi công xây dựng thủy lợi, dù sao trong mộng hết thảy đều giả. Mặc kệ. Lão nô nhiều chuyện. Tôn Lai Phúc buông xuống đầu, thành thật tâm miệng. Tô bản liếc hắn một cái, bỗng nhiên cảm thấy thú vị. Này đầu tường thảo cư nhiên còn quan tâm dân sinh, không phải hẳn là A. À. Vào phòng khách tiểu thái giám đã chuẩn bị tốt bút chương. Cô Bản đi đến án điều kiện tiên quyết bút, cẩn thận cân nhắc một trận, trên giấy viết xuống tám chữ to. Lấy thê vì thiên, thủ nghiêm phu nói. Viết xong, nàng đoan trang kia đi siêu siêu vẹo vẹo tự một lát, lại bổ viết một câu. Không cho tranh giành tình nhân, không cho đứng núi này trong núi nọ, không cho thay đổi thất thường, không cho thị sủng mà kêu, lấy thê vi tôn. Tốt lắm, đưa đi qua làm cho hắn sao chết một ngàn lần. Tô Vãn bỏ qua bút, quay đầu xem Tôn Lai Phúc từ từ vươn tay, lấy đến. Tôn Lai Phúc biến sắc, bùng quỳ xuống, trên mặt tươi cười càng phạm, bệ hạ nghĩ muốn cái gì. Tạ Lê Đình cùng Triệu Hành song song đứng dậy đi phòng khách. Triệu Hành cúi mâu nhìn về phía Tôn Lai Phúc, mày kiếm hơi hơi đè thấp, mặt sắc đáy mắt lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu, không chú ý xem rất khó phát giác. Muốn mạng của ngươi. Cô bản cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn hắn. Tôn Lai Phúc, trẫm còn tại công chúa phủ thời điểm ngươi liền tùy tùng tả hữu, thực lấy vì sự tình gì đều có thể giấu giếm được trẫm sao? Ở nguyên bên trong, Thái tử triệu hành bên người đại tổng quản, là hắn còn tại hoàng tử trong phủ liền đi theo tả hữu thái giám. Hắn giám quốc sau, nguyên lai đi theo Cao Tông Hoàng đế đại tổng quản, ở lại rất sơ điện hầu hạ Cao Tông Hoàng đế chưa cùng hắn. Nàng không nhớ rõ Tôn Lai Phúc ở nguyên trung có phải là cũng như vậy đầu tường thảo cảnh trong mơ lý lại xem thật rõ ràng hắn mới là lão cá chạch phong hướng bên kia thổi hắn liền hướng bên kia đổ tùy thời chuyển hoán tuy rằng không thể nào bị trọng dụng nhưng là bảo vệ mạng nhỏ không đến mức bị liên lụy cô bản kéo về bay xa suy nghĩ thấy hắn vẫn là không chịu ra tiếng khóe môi câu hạ nhiều có hứng thú chờ này đầu tường thảo hẳn là thu vũ châu tri phủ ưu việt thế này mới lớn mật nói với tự mình việc này. Nguyên nội dung nàng không nhớ được chi tiết, nhưng đương triều thái tử giám quốc thời kỳ, bắt lương lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình, cơ hồ đều là thái sư cùng lâm thượng thư quyết định, hoặc là hàng thừa tướng đám người. Này kịch tình nàng vẫn là nhớ được, dù sao cùng nam chính có chút quan hệ. Lão nô đáng chết, không nên lấy việc này đến phiền bệ hạ. Công Lai Phúc gặp tránh không khỏi đi, dương tay cho bản thân một bạc tai, theo trong tay áo lấy ra một sấp này nọ trình lên. Tô bản tưởng ngân phiếu, tiếp đi tới nhìn một chút phát hiện là bản đồ, theo bản năng triển khai xem xét. Vị này Vũ Châu Tri Phủ là một nhân tài, vậy mà ở trên bản đồ tiêu ra có thể khai cừ xếp thủy lộ tuyến, còn đề nghị càng sâu thêm khoan, gia tăng khai thông hồng thủy lưu lượng. Chính là rất quan tâm tưởng hóa, chỉ lo lắng như thế nào bảo trụ Vũ Châu nhất, không quản hạ du chết sống. Bệ hạ có thể nhìn xem biết. Tôn Lai Phúc nhược nhược ra tiếng. Tô bản buông bản đồ, lạnh nhạt ra tiếng, xem không hiểu. Công Lai Phúc kém chút cắn bản thân đầu lưỡi, miệng mấp máy một trận, yên tĩnh đi xuống. Đi xuống đi, việc này giao cho Thái Sư cùng Thừa Tướng xử lý. Tô bản nâng tay áp ở trên bản đồ, khúc khởi ngón tay khinh khấu, trẫm có chút mệt mỏi, an bày Lê Đình đi thiên điện trọ xuống, phò mã lưu lại cùng trẫm. Công Lai Phúc lùi về tưởng lấy bản đồ thủ, dẫn nhất chúng thái giám cùng cung nữ lui ra ngoài, tùy tiện mang đi tạ Lê Đình. Tô bản thu hồi bản đồ, đưa tay thủ sẵn triệu hành cổ tay, ra phòng khách chậm rãi đi trở về tẩm cung. Triệu hành cúi mâu phiêu liếc mắt một cái nàng trong tay địa đồ, chuyển khai tầm mắt nhìn về phía nơi khác, tốc độ mau làm cho người ta không kịp bắt giữ. Xuyên qua hành lang gấp khúc, hai người trở lại tẩm cung, cung nữ cùng thái giám ào ào nên xuất ra, bệ hạ vạn phúc. Các ngươi cũng đi xuống, trẫm cùng phò mã muốn một chỗ cô bản nới ra triệu hành xua tay ý bảo bọn họ lui ra tự cố hướng bàn học đi đến triệu hành mâu ánh sáng loe loé, không nhanh không chậm cùng đi qua cô bản nghe được động tỉnh quay đầu liếc hắn một cái khóe môi loan loan, lười nhát ngồi xuống phò mã nhưng là muốn vì trẫm nghiền nát triệu hành bước chân cúi xuống mặt không biểu cảm gật đầu cô bản trên mặt tươi cười khuếch đại một lần nữa triển khai bản đồ thoạt nhìn không quản hắn. Ở cổ đại, hàng năm bởi vì lũ lụt cùng dịch bệnh chết đi dân chúng vô số, chính là ở kinh tế cùng khoa học kỹ thuật đều phi thường phát đạt hiện thế, nhân đột phát hồng thủy mà chết dân chúng cũng có không ít. Nàng đối thủy lợi không biết gì cả, đối cấp xếp thủy nhưng là hiểu được một hai. Ở nguyên bên trong, Vũ Châu trận này lũ lụt giống như phát sinh ở đương triều thái tử đăng cơ tiền một tháng. Nam chính bởi vì nguyên nữ chính tùy thần y nam nhị đi cứu tai, lo lắng nàng nhiễm lên dịch bệnh mà tức giận. Tức giận về tức giận, quay đầu nam chính liền tự mình mang binh đi qua giúp nạn thiên tai, hiệp trợ nguyên nữ chính cùng thần y nam nhị ngăn lại dịch bệnh bùng nổ. Đại khái là này kịch tình, đến mức đương triều thái tử là như thế nào giải quyết chuyện này, nguyên trung có hay không viết nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhìn kết quả lời nói, hẳn là không có thể xử lý tốt, bằng không thì cũng sẽ không thật sự có lũ lụt. Tô bản nâng tay xoa nhẹ hạ thái dương, trước mắt rõ ràng hơn một cái nghiêng mực. Nam nhân năm ngón tay thon dài, trắng nõn tay vịn ánh nghiêng mực hắt, quánh nhuận mà đẹp mắt. Nàng ngẩng đầu, khóe môi cong lên một chút cười yếu ớt, vất vả phò mã. Triệu hành nhìn về phía nàng trong tay địa đồ, vẫn là không nói chuyện, thần sắc như thường. Trẫm nhìn Vũ Châu Tri phủ vẽ tranh trình độ không sai, cho nên cầm lại đến quan sát một phen. Tô Bản cũng không quản hắn là không phải là muốn hỏi ý tứ, tự cố giải thích hạ, cầm lấy bút ở đồ thượng liếm vài nét bút, họa thượng một cái hoa thủy con vịt. Muốn bảo trụ Vũ Châu cùng hạ du thành trì, chỉ là sửa thủy lợi là không đủ, còn phải lợi dụng địa thế nhập gia tùy tục kiến một cái đập chứa nước. Nàng tả hữu vô sự, cũng không biết bản thân khi nào thì hồi tỉnh, coi như là giết thời gian hồi tưởng hạ bản thân chuyên nghiệp tri thức hơn nữa này đồ cũng không ai có thể xem hiểu, trong mộng vài cái lão thần phỏng chừng cũng sẽ không thể xem. Cô bản họa hoàng buông bút, đứng lên nhìn nhìn đối diện triệu hành, nửa thân mình theo trên bàn khuynh đi qua, đưa tay khơi màu của hắn cầm cười khẽ, trẫm đi ngủ, không cho đi lại quấy rầy trẫm, bằng không giết ngươi. Dứt lời, nàng thuận tay cầm lấy án thượng trường kiếm, đi nhanh vòng quá bình phong hướng long giường đi đến. Triệu hành đứng dậy ngồi vào nàng vừa rồi ngồi vị trí, cúi đầu nhìn về phía phô có trong hồ sơ thượng địa đồ. Trên bản đồ hơn một cái hoa thủy con vịt, bộ dáng có chút cổ quái. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn long giường phương hướng, gặp màn che thả xuống dưới, cầm lấy bản đồ nhìn kỹ một lát, đáy mắt hiện lên một chút che giấu không được kinh nghi. Đem bản đồ cẩn thận thả về, triệu hành đứng dậy đi nhuyễn tháp thượng nằm, mâu trung hiện lên như có đâm chiêu thần sắc, sau một lúc lâu mới chậm rãi đóng lại mắt. Cô bản ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện bản thân còn tại cảnh trong mơ bên trong, kém chút nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Biết bản thân ở cảnh trong mơ lý sẽ không chết là một chuyện, bị nhốt tại đây cảnh trong mơ lý ra không được cảm giác hoàn toàn không giống A. À. Tô bản vỗ vỗ ngực xốc lên màn che xuống giường, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Thiên còn chưa có triệt để hắt thấu, không có ngoại lực đánh thức nàng, trong mộng cũng không có kích thích sự tình, nàng tưởng tỉnh lại còn phải ở trong mộng ngủ đến hừng đông tự nhiên tỉnh. Hẳn là như vậy không sai. Tô bản đem trường kiếm thả về, không vui ra tiếng, người tới. Tôn Lai Phúc mang theo cung nữ cùng thái giám tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, triệu hành mặt một thân trung y đi đến nàng bên người, thần sắc hờ hững. Còn rất sợ chết a, à, tô bản oán thầm một câu, lôi kéo hắn đi ra bình phong đi rửa mặt chải đầu. Bệ hạ, hàng thừa tướng tặng 12 cái nhạc sĩ tiến vào, đã ở sướng âm điện chờ đợi, tối nay hay không an bày tiệc rượu. Tông Lai Phúc trên mặt cười thành một đóa hoa. Đi an bày đi. Cô Vãn áp chế tim đập, ra vẻ bình tĩnh, thượng thư đưa thư đồng trừ bỏ dư công tử, những người khác cũng đều an bày đi qua, làm cho bọn họ ăn mặc đẹp mắt chút. 12 cái. Thừa tướng thật sự là khoác sức, ra tay liền đem lâm thượng thư so tới. Lão nô tuân chỉ. Công Lai Phúc thẳng khởi thắt lưng, hướng bên người tiểu thái giám sử cái ánh mắt, lại tiến đến tô quảng trước mặt lấy lòng hỏi tối nay thì tẩm nhân tuyển là một hồi định vẫn là hiện tại định tạ công tử trụ đến thiên điện an bày thỏa đáng triệu hành ánh mắt trầm trầm nhìn về phía tô quảng tác giả có chuyện muốn nói tô quảng lại tới nửa mười hai cái mỹ nam ta muốn đem hôn quân làm rốt cuộc triệu hành